Chương 676, không ngờ là bà Độc bà còn dám trở lại dân tộc mèo. Trương Huy khẽ gật đầu, nhưng đối với những tin tức mà bà Độc nói cũng đã tin tám phần. Nếu không chỉ dựa vào hai người bọn họ, không thể nào dám đến nhà họ Trương chủ động xin viện trợ. Nhà họ Trương hung ác mấy năm nay, toàn bộ dân tộc mèo có ai mà không biết. Bà Độc, trước tiên hai người ở đây đợi một chút. Trương Huy cân nhắc một chút, nói với Trương Nhuận Phát, "Nguyễn Phát, con đi theo cha." Trương Nhuận phát gật đầu đồng ý, trước khi đi còn hài hước nước mắt nhìn bà độc và hoa tiểu nam, ánh mắt ấy giống như là mèo trêu đùa với con chuột đang nằm trong tay. Ôi, sau khi chờ cha con nhà họ Trương đi xa, bà độc mới thở dài một hơi, vẻ mặt có chút buồn bực. Bà, nhà họ Trương đồng ý liên minh, không phải là chuyện tốt sao? Vì sao bà lại thở dài? Hoa tiểu nam nghi ngờ hỏi. Bà độc nhìn hoa tiểu nam, nói, ha ha, nhà họ Trương cũng không phải có lòng tốt như vậy, Dựa vào tính cách không thấy con cá không tung lưới của nhà họ Trương, chỉ sợ là bọn họ muốn mượn chuyện này để thay thế nhà họ Đằng khống chế dân tộc mèo. Hoa Tiểu Nam khẽ giật mình, nói: "Nếu đã như vậy thì chúng ta đi đi." Bà Độc cười khổ nói: "Hiện tại còn đi được sao? Hơn nữa chúng ta cũng không còn lựa chọn khác, chẳng lẽ cô có thể không quan tâm đến sống chết của Đường Tuấn sao?" Đường Tuấn để chúng ta rời đi, chỉ sợ là đã chọc giận sáu vị tông sư khác lại thêm đằng Vũ Vân, anh đường của cô chỉ sợ đang gặp nguy hiểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoa Tiểu Nam cứng đờ, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Cô ta có thể không cần dân tộc mèo, nhưng mà tuyệt đối không thể không có đường tuấn. Nhìn bộ dạng của cha con nhà họ Trương, chỉ sợ thật sự là đã đi tìm vị lão già kia xuống núi. Không ngờ là lão già chết tiệt kia thật sự còn chưa chết, nếu như vậy tôi nghĩ nhà họ hoa gần như là không thể nào nắm giữ lại dân tộc mèo. Bà độc thầm nói, gần như tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Dân tộc mèo được mệnh danh là một cảnh có chín mạch, mấy năm gần đây nhà họ đằng có vị trí cao, mấy mạch bên cạnh khác bị đánh ép tới mức vô cùng thê thảm. Dân tộc mèo nếu không trở thành con rối bị nhà họ đằng khống chế, thì là các trưởng lão cấp cường giả trong tộc chết đi không có lý do. Chỉ có nhà họ trương, vẫn giữ vững phong thái phát triển hưng thịnh như cũ, ngay cả đằng Vũ Vân cũng không dám khinh thường trưởng lão Hoa Thanh đoán không sai, bà độc thật sự là đã mang theo Hoa Tiểu Nam đi tới tộc địa của nhà họ Trương. Bà độc lớn lên ở dân tộc Mèo, từ ông nội của Hoa Tiểu Nam, đến cha của Hoa Tiểu Nam, sau đó là nhà họ Đằng, trải qua thay đổi quyền lực đời thứ ba, biết rõ nhà họ Trương kinh khủng và hùng mạnh. Bà thật sự hiểu rất rõ. Nếu như bên trong dân tộc Mèo có thể tìm ra một mạch đối đầu được với nhà họ Đằng và Đằng Vũ Vân, vậy thì chỉ có lão tổ kia và nhà họ Trương khi bà độc mang theo hoa tiểu nam đi vào nhà họ trương thì tộc trưởng đương nhiệm của nhà họ trương là trương huy tự mình ra nghênh đón nghênh tiếp hai người vào bên trong đại điện của tộc nhà họ trương nhìn thấy vẻ mệt mỏi vất vả mặt mũi tràn ngập bi thương của bà độc và hoa tiểu nam trương huy cười nhạt một tiếng nói không ngờ là bà độc bà còn dám trở lại dân tộc mèo bà độc cười lạnh nói có gì mà không dám tên đằng vũ vân kia vi phạm vào gia quy phạm vào những điều đấy ông ta mới là người phải chuột dạ chương 677, bà già hâm, có phải đầu óc bà bị động kinh rồi hay không? Trương Huy khẽ mỉm cười nói, bà độc, bà và tôi coi như cũng có chút tình cảm, không cần phải nói những lời dối trá như vậy. Vị trí đứng đầu dân tộc mèo từ trước đến nay đều là người có tài mới chiếm được, nhà họ hoa năm đó có thể ngồi lên vị trí kia, chẳng lẽ lại dám nói không có sử dụng âm mưu đen tối không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bây giờ, đằng Vũ Vân chẳng qua là đi lại con đường cũ của nhà họ hoa thôi. Ông ta khoát khoát tay, tỏ ra mất hứng, nói, "Nói đi, vì sao bà Độc bà lại mạo hiểm đi tới nhà họ Trương tôi?" Lúc nói chuyện, ánh mắt ông ta liếc qua Hoa Tiểu Nam bên cạnh người bà Độc, ánh mắt có chút ngừng lại. Cô gái này có thể là nhiệt chủng còn dư lại của nhà họ Hoa, nếu như có thể lợi dụng ổn thỏa, nói không chừng nhà họ Trương của ông ta có thể có cơ hội tranh đoạt vị trí thủ lĩnh dân tộc mèo cùng với Đặng Vũ Vân. Chỉ là trước đó, ông ta rất muốn nghe xem bà Độc muốn nói gì bà độc nói tôi mà tiểu nam tới nhà họ trương lần này là vì muốn nói chuyện liên minh tôi muốn xin nhà họ trương ông giúp tiểu nam đoạt lại vị trí thủ lĩnh trương huy nghe vậy trong ánh mắt lộ ra tia khinh bỉ hài hước nói chỉ dựa vào hai người cũng nghĩ tới chuyện thảo luận liên minh với nhà họ trương tôi bà độc không phải là bà đang nói đùa chứ bà già hâm có phải đầu óc bà bị động kinh rồi hay không lúc này một thanh niên đứng bên cạnh trương huy cười nhạo nói chỉ có hai người các ngươi một bà lão có thể sống sót qua giai đoạn nội công hậu kỳ, cộng thêm một cô bé tay chói gà không chặt, dựa vào hai câu nói lại giống như để cho nhà họ trương tôi liều sống liều chết. Thật là buồn cười. Cha, con thấy không bằng chói hai người bọn họ lại, đưa đến bên trong tổ địa, tránh cho đằng Vũ Vân trách tội xuống, lại vạ lây cho nhà họ trương chúng ta. Sọng điệu nam thanh niên u ám mà nói. Ánh mắt anh ta di chuyển trên cơ thể mềm mại của hoa tiểu nam, đáy mắt hiện lên một tia nóng bỏng anh ta là Trương Nhuận Phát con trai của Trương Huy, là thiếu tộc trưởng của nhà họ Trương thế hệ này, tu vi đạt đến nội kình điên phong, chỉ thiếu một cơ duyên nữa là có thể bước vào cảnh giới chân khí. Bà độc nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi, nói Trương Huy, ông dạy dỗ con trai của ông như thế này sao? Đối diện với thiếu chủ gia chủ, lại có thể bất kính như thế. Trương Huy khoát tay về phía Trương Nhuận Phát, cười nhạt một tiếng nói, bà độc, mặc dù con trai tôi nói lời khó nghe, nhưng cũng nói không sai. Mà tôi còn sửa lại một chút, nhà họ Hoa hiện tại không còn là gia chủ nữa, bà đã không còn tư cách mà ra lệnh cho tôi. Nếu như chuyện liên minh vừa rồi bà nói là cùng với hai người, vậy thì tôi khuyên bà nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tay nhỏ của Hoa Tiểu Nam nắm lấy vạt áo của bà độc thật chặt, vẻ mặt tỏ ra lo lắng. Trương Nhuận Phát thấy vậy, vẻ nóng bỏng trong mắt càng trở nên sâu hơn. Hoa Tiểu Nam là thiếu chủ gia chủ, với anh ta mà nói là nhân vật Phượng Hoàng. Trước kia ngay cả nhìn nhiều cũng không dám, bây giờ lại có thể tiếp xúc. Chuyện này khiến lòng hư vinh của anh ta đạt được thỏa mãn cực lớn. Bà độc thở dài nói, dĩ nhiên không phải chỉ có hai người chúng tôi. Nếu như tôi nói còn có bảy vị đại tông sư cảnh giới chân khí hậu kỳ đã đến tìm cha con nhà họ đằng rồi thì sao? Cái gì, bảy vị đại tông sư? Trương Huy kinh ngạc từ trên ghế đứng lên, chương 678 nếu đã như vậy, thì chúng ta đi đi. Người của cổ võ cũng đang tới. sắc mặt trương huy thay đổi lớn, trở nên mừng rỡ, thầm nghĩ trong lòng nếu như những lời nói của bà độc là sự thật, vậy thì nhà họ trương ta có cơ hội quản lý dân tộc mèo. chờ tiêu diệt được nhà họ đằng, hoa tiểu nam lại trở thành bù nhìn, đến lúc đó nhà họ trương ta sẽ kiềm chế vua để điều khiển chư hầu, ra lệnh cho dân tộc mèo. chờ thêm mấy năm nữa, âm thầm giết chết cô bé nhà họ hoa này, hoặc là để nhuận phát cưới cô ta đến lúc đó dân tộc mèo còn không phải là vật nằm trong tay nhà họ Trương sao. Bảy vị đại tông sư cảnh giới chân khí kia, cộng với nhà họ Trương, muốn lật đổ nhà họ Đằng cũng không khó khăn. Điều lo lắng duy nhất chính là ông ta không nắm được thực lực của Đằng Vũ Vân hiện tại. Trong nháy mắt, trong lòng Trương Huy đã tính toán tốt cho tương lai. Cha, cha đừng để bị lừa. Không đảm bảo được chuyện này không phải là lời nói dối mà bọn họ bịa đặt ra. Trương Nhuận Phát Ác Y nói. Trương Huy khẽ gật đầu, nhưng đối với những tin tức mà bà Độc nói cũng đã tin tám phần. Nếu không chỉ dựa vào hai người bọn họ, không thể nào dám đến nhà họ Trương chủ động xin viện trợ. Nhà họ Trương hung ác mấy năm nay, toàn bộ dân tộc mèo có ai mà không biết. Bà Độc, trước tiên hai người ở đây đợi một chút. Trương Huy cân nhắc một chút, nói với Trương Nhuận Phát, Nhuận Phát, con đi theo cha. Trương Nhuận Phát gật đầu đồng ý, trước khi đi còn hài hước nước mắt nhìn bà Độc và Hoa Tiểu Nam, ánh mắt ấy giống như là mèo trêu đùa với con chuột đang nằm trong tay. Ôi, sau khi chờ cha con nhà họ Trương đi xa, bà độc mới thở dài một hơi, vẻ mặt có chút buồn bực. Bà, nhà họ Trương đồng ý liên minh, không phải là chuyện tốt sao? Vì sao bà lại thở dài? Hoa Tiểu Nam nghi ngờ hỏi. Bà độc nhìn Hoa Tiểu Nam, nói, ha ha, nhà họ Trương cũng không phải có lòng tốt như vậy, dựa vào tính cách không thấy con cá không tung lưới của nhà họ Trương chỉ sợ là bọn họ muốn mượn chuyện này để thay thế nhà họ Đằng, khống chế dân tộc mèo. Hoa Tiểu Nam khẽ giật mình, nói: "Nếu đã như vậy thì chúng ta đi đi." Bà độc cười khổ nói: "Hiện tại còn đi được sao? Hơn nữa chúng ta cũng không còn lựa chọn khác, chẳng lẽ cô có thể không quan tâm đến sống chết của Đường Tuấn sao?" Đường Tuấn để chúng ta rời đi, chỉ sợ là đã chọc giận 6 vị tông sư khác, lại thêm Đằng Vũ Vân, anh đường của cô chỉ sợ đang gặp nguy hiểm. Hoa tiểu nam cứng đờ, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. chương 679 năng lượng của huyết quả quá lớn. Trong một căn phòng yên tĩnh ở tổ địa dân tộc mèo, tinh thần chìm vào đan điền, vận hành chân khí. Cùng với chân khí được vận hành, bên trong căn phòng yên tĩnh phát ra âm thanh vù vù của thủy triều, âm thanh trong trẻo giường như vang lên ngay bên tai. Làn da anh toát lên trắng muốt sáng bóng, lờ mờ có thể nhìn thấy các mau mạch và mạch máu lưu chuyển trên bề mặt da, Máu của anh không phải màu đỏ tươi mà có màu trắng bạc, giống như thủy ngân, nếu nhìn kỹ có thể thấy những hạt màu vàng cực nhỏ chảy đang theo mạch máu, vô cùng kỳ dị. Nếu như có đại tông sư võ đạo nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng. Chân khí dâng trào mãnh liệt như thủy triều, ngọc cơ ngân huyết, cơ thể này phải mạnh mẽ biết bao. Trong cảnh giới tông sư vốn không tìm được nhân vật như vậy, chỉ có cao thủ cảnh giới thần hải mới có thể có khí lực thế này. Đường Tuấn chậm rãi mở mắt, ánh sáng lóe lên trong đáy mắt, nhưng khóe miệng lại hiện lên nụ cười gượng gạo bất lực. Năng lượng của huyết quả quá lớn, mặc dù phần lớn đã được sử dụng để giúp mình thu thành đạo thể, nhưng một phần nhỏ năng lượng vẫn còn lại trong cơ thể. E là phải mất một thời gian rất dài mới có thể luyện hóa hấp thu hết được. Chuyến đi tới dân tộc mèo này, anh vốn là muốn lấy được đan dược ngàn năm từ bí mật bị trôn giấu của dân tộc mèo, để bản thân có thể tiến thêm một bước. Không ngờ lại cắt được dâu của đằng Vũ Vân, uống vào huyết quả. Huyết quả chứa một nửa năng lượng tinh hoa của huyết trì, mà huyết trì là tập hợp toàn thân tu vi của gần trăm vị võ giả. Nó được tinh chế bằng cách phối hợp đồng thời thuật phu cổ bí truyền của dân tộc mèo với các loại thuốc bổ khác nhau. Có thể nói, năng lượng trong một quả huyết quả có giá trị bằng 3-4 phương thuốc ngàn năm, thậm chí còn hơn như thế. Cho dù lúc này Đường Tuấn có được phương thuốc ngàn năm, anh cũng không dám uống. Cơ thể anh đang trong trạng thái bão hòa năng lượng, nếu như miễn cưỡng uống thuốc ngàn năm, dược lực dâng trào sẽ làm anh nổ tung ngay lập tức, chết đến độ không thể chết thêm. Cho dù anh đã tu thành đạo thể, có thân thể mạnh mẽ gấp mấy lần tông sư bình thường, cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Anh tùy tiện vỗ một cái, trong không khí bất ngờ phát ra một tiếng nổ, như thể không khí bị nén đến cực độ. Đạo thể quả thực rất mạnh hiện tại các võ giả chân khí trung cấp đứng trước mặt mình sợ là không đỡ nổi một đòn mình tiện tay đánh ra. Chỉ có cao thủ cấp đại tông sư mới có thể miễn cưỡng đỡ được chiêu của mình. Có điều nếu mình dùng hết sức lực, bọn họ cũng sẽ không đỡ nổ một chiêu của mình. Đường Tuấn cảm nhận được sức mạnh toàn thân lẩm bẩm nói, giọng điệu lộ rõ sự tự tin mạnh mẽ. Anh vốn không hề phóng đại, đạo thể là thể chất không chất bẩn trong truyền thuyết, có thể rất nhiều võ giả đều đã từng nghe thấy cái tên này, nhưng chân chính nhìn thấy lại không có mấy người. Bằng không, Huyền Long tử có bối cảnh xuất thân từ cổ hồng lĩnh sao lại có thể không nhìn ra. Nếu không phải Trung Khê San bỏ ra giá lớn để nấu hồ cho anh luyện thân thể, Đường Tuấn cũng không thể tu được thể chất như vậy. Hậu thiên đạo thể đã mạnh như vậy rồi, vậy tiên thiên đạo thể trong truyền thuyết chẳng phải có năng lực rời núi lấp biển sao. Ánh mắt Đường Tuấn lóe lên, có vẻ mong đợi. Chương 680 xem tên nhóc đó làm sao chống đỡ. Còn hậu thiên đạo thể thì kém hơn một chút, chỉ những người giống như Đường Tuấn, trong quá trình tu luyện võ đạo không ngừng cải thiện nâng cao thân thể, cuối cùng là người đạt tới cảnh giới vô cấu. Chỉ vì thiếu đi linh khí bẩm sinh do cơ thể mẹ mang đến mà yếu hơn tiên thiên đạo thể một chút. Nhưng dù vậy, hậu thiên đạo thể trong giới võ đạo vẫn là thể chất mơ ước của vô số võ giả. Mấy trăm năm trước, võ đạo hưng thịnh hơn bây giờ gấp mấy lần, đủ loại thiên kiêu kỳ tài xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Ở Tây Nam Kim Cương Tự, Nơi nổi tiếng về luyện thể, xuất hiện một vị tông sư tu thành Hậu Thiên Đạo Thể, vị tông sư này cũng chỉ có tu vi cảnh giới Chân Khí trung kỳ, nhưng dựa vào sự dũng mãnh của Hậu Thiên Đạo Thể có thể đánh được các thiên kiêu kỳ tài cùng thế hệ, thậm chí còn đánh bại vài cao thủ cảnh giới Thần Hải. Mà sức mạnh của Đạo Thể cũng là vào lúc đó đã chân chính được giới võ đạo và các môn phái lớn coi trọng. Mặc dù bây giờ mình không thể đánh bại được cao thủ cảnh giới Thần Hải, nhưng dựa vào Hậu Thiên Đạo Thể này cũng không thua kém cảnh giới Thần Hải là bao. Đường Tuấn siết chặt nắm đấm, tiếng sấm bị bóp nghẹt vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tạo ra điện trong phòng trống. Giống như việc đằng Vũ Vân nhờ có huyết trì mà tạm thời thăng cấp lên cảnh giới thần hải. Không có nguyên khí tích tụ nồng hậu thì hoàn toàn không thể đạt đến cảnh giới thần hải, nhiều nhất chỉ được một nửa. Không biết tiểu hoa và bà độc khi nào mới trở về, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm. Đường Tuấn lẩm bẩm Đường Tuấn, lăn ra đây. Chính vào lúc này, một giọng nói như sấm đột nhiên vang lên ầm ầm dường như căn nhà sắp bị âm thanh này làm cho sụp đổ vẻ mặt đường tuấn thay đổi đột ngột thân hình vừa động đã lao ra khỏi căn phòng yên tĩnh nhanh chóng chạy đến đại điện của tổ địa quyền long tử và những người khác nghe thấy cũng chạy tới sắc mặt vô cùng ngưng trọng mà đám người hoa thanh thì đang ngồi trên ghế với vẻ bộ dạng hả hê có chuyện gì thế đường tuấn nhìn về phía hoa thanh và mấy vị trưởng lão tổ địa hoa thanh cười nhạt trong mắt lóe lên một tia đắc ý ngài đường là người nhà họ trương đánh đến cửa người nói vừa nãy chính là trương viễn quốc hoa cốc chủ và bà độc cũng trong đội ngũ nhà họ trương hửng đường tuấn khẽ cau mày đám trưởng lão tổ địa thấy vậy trong lòng cười lạnh tên họ đường nhà cậu lúc trước chẳng phải rất kiêu ngạo sao bây giờ người nhà họ trương đã tìm đến cửa rồi cậu còn giết chết con trai người ta xem cậu còn có thể kiêu ngạo được nữa không ngài đường nhà họ trương trên danh nghĩa là chi thứ của tổ địa chúng tôi, tôi ra đó nghênh đón trước. Hoa Thanh cười nhẹ nói, sau đó quay người đi ra khỏi điện. Hai, thật không ngờ trương viễn quốc lại đích thân ra tay, xem tên nhóc đó làm sao chống đỡ. Audio điện tử võ tấn bền Trường 681 hiển nhiên đều là vô nghĩa. Một đám trưởng lão vừa đi vừa nói, giọng nói từ xa truyền đến, hoàn toàn không sợ đường Tuấn nghe được sự xuất hiện của Trương Viễn Quốc đã triệt để làm giảm áp lực Đường Tuấn tạo ra cho bọn họ. Theo như bọn họ nghĩ, dù Đường Tuấn có mạnh hơn nữa, đứng trước vị cường giả như Trương Viễn Quốc thì cũng như châu chấu đá xe, không chịu nổi một đòn. Đám người huyền long tử nhìn Đường Tuấn với ánh mắt lo lắng, nói cho cùng, dù sao Đường Tuấn cũng đã cứu bọn họ một mạng từ tay đằng Vũ Vân. Mặc dù bọn họ cũng không cho rằng Đường Tuấn có thể đánh lại Trương Viễn Quốc, nhưng dù sao không phải ai cũng là hư cửu huyền, thời khắc mấu chốt lại bỏ đá xuống giếng đám người hoa thanh nói cũng không sai sức mạnh của trương viễn quốc quả thực rất đáng sợ vừa rồi trong giọng nói đã mờ nhạt mang lại sự công kích và uy hiếp về mặt tinh thần phó đạo và tinh thần gần như dung hợp nối liền với nhau chân chính bước chân lên đỉnh cao của giới tông sư sợ là ông ta có thể chạm tới cảnh giới thần hải bất cứ lúc nào giọng điệu huyền long tử ngưng trọng nói lợi hại như vậy sao cô bách đường thất thanh nói ừm um, Huyền Long Tử gật đầu. Đạo sĩ Huyền Long Tử, nếu anh giao đấu với ông ta thì sẽ có mấy phần thắng? Trần Thiên Dương hỏi. Huyền Long Tử cười khổ lắc đầu, nói, một phần cũng không có. Tôi chỉ lĩnh ngộ được thủy hỏa ý cảnh, còn chưa diệt được tâm ma, chứ đừng nói đến chân khí và tinh thần nối liền hợp nhất. Nếu tôi thật sự giao đấu với ông ta, chắc chắn sẽ thua trong vòng 10 chiêu, sau trăm chiêu là ông ta có thể lấy mạng tôi. Suýt, mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực của Huyền Long tử như thế nào bọn họ đều hiểu rất rõ. Ngay cả người ta còn tự nhận không thể đỡ nổi 10 chiêu của Trương Viễn Quốc, e rằng Trương Viễn Quốc đã có thể đọ sức với các cao thủ cảnh giới thần hải. Mà mặc dù Đường Tuấn mạnh hơn Huyền Long tử, nhưng sức mạnh cũng có hạn, có thể đỡ được bao nhiêu chiêu của Trương Viễn Quốc? 20 chiêu hay là 50 chiêu? Loại số liệu này hoàn toàn không thể thay đổi được kết quả, hiển nhiên đều là vô nghĩa. Đường Tuấn hay là chúng ta trao đổi với bọn họ một chút nói không chừng mọi chuyện còn có cơ hội xoay chuyển mục phương khuyên nhủ đường tuấn lắc đầu nói không cần đâu lời nói của trương viễn quốc mọi người cũng nghe thấy rồi chắn hẳn đang ôm tâm trí nhất định phải giết tôi không có khả năng bàn bạc được hơn nữa tôi cũng không sợ ông ta chỉ cần trương viễn quốc vẫn chưa chạm đến cảnh giới thần hải thì sẽ không phải là đối thủ của tôi đi thôi cùng tôi đi nhìn thử xem vị cao thủ này của dân tộc mèo Nói xong, đường Tuấn chắp hai tay ra sau lưng đi ra ngoài điện, thần thái nhẹ nhàng ung dung như đang đi dạo, nào có cảm giác khẩn trương như đang phải đối mặt với trận chiến lớn. chương 682, một quyền đánh chết đằng Vũ Vân. Mấy ngày trước sau khi cha con nhà họ đằng từ chức thì dân tộc mèo trở nên yên ắng lại, ai biết sáng sớm hôm nay bỗng xuất hiện một tiếng hét vang trời lở đất, đường Tuấn, mau ra đây. Người gác cổng của dân tộc mèo là mấy vị cao thủ nội lực cao cường, Nghe thấy tiếng động lớn này thì một người trẻ tuổi trong đó nhanh chóng kéo chuông cảnh báo, nhưng mà lại bị cấp trên đi cùng đánh một cái vào trán của anh ta. Anh Thắng, anh đánh tôi làm gì? Tôi muốn kéo chuông để cảnh báo cho tất cả mọi người. Người thanh niên không hiểu nhìn về phía người đàn ông trung niên vừa vỗ đầu của mình. Người đàn ông trung niên được gọi là Anh Thắng, trừng mắt nhìn anh ta một cái, nói kéo cái rắm. Cậu không thấy là ai đến sao? Người trẻ tuổi lúc này mới thuận theo tiếng nói mà nhìn lại, chỉ thấy một đám người chậm rãi xuất hiện ở phía trước cánh cửa của dân tộc mèo 10 mét. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên nhìn qua hơn 40 tuổi, phía sau ông ta là Trương Huy, Trương Nhuận Phát và mấy người trong dòng chính của nhà họ Trương. Hơi thở của mỗi người đều thâm trầm, ít nhất mỗi người bọn họ đều là một cao thủ có nội lực thâm hậu. Lại là người của nhà họ Trương, bọn họ tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ biết có người xâm phạm tổ địa, cho nên đến đây để giúp đỡ. Không đúng, chuông báo động của tôi còn chưa kéo. Còn người đàn ông đứng trước Trương Huy là ai? Trương Hải vậy mà lại cung kính với anh ta như vậy. Trong mắt của người trẻ tuổi tràn đầy khó hiểu, nhà họ Trương kia là một phần của dân tộc mèo, cậu ta đương nhiên có biết về Trương Huy và Trương Nhuận Phát. Nhưng mà Trương Viễn Quốc thì khác, tuổi của cậu ta quá nhỏ, lúc Trương Viễn Quốc còn đang tung hoành ngang dọc ở dân tộc mèo thì cậu ta có khi còn chưa có sinh ra trong mắt anh Thắng lộ ra vẻ ngạc nhiên và kinh hãi, nói đó chính là Trương Viễn Quốc. Chính là cao thủ năm đó tranh đoạt cao thủ chủ gia với vu chủ, không ngờ ông ta vẫn chưa chết. Trương Viễn Quốc, người thanh niên đột nhiên thay đổi sắc mặt, rõ ràng là cậu ta biết cái tên này. Một lát sau cậu ta lại lẩm bẩm nói, nếu như theo tuổi tác thì ông ta năm nay hẳn gần 80 rồi chứ, vì sao bây giờ nhìn qua cũng chỉ có 40. Hơn nữa vì sao ông ta lại mang theo nhiều người nhà họ Trương đến đây để làm gì?" Anh thắng lạnh lùng nói, có lời đồn võ thuật của Trương Viễn Quốc đã sớm thần thông quảng đại, 30 năm trước hoành hành ở dân tộc Mèo gần như là vô địch. Loại thay đổi diện mạo, dừng lão hóa này đối với cường giả thì tính là cái gì? Còn về mục đích chuyến đi này của ông ta, ha ha, chỉ sợ là muốn ra tay với tên họ Đường kia. Không phải người kia một quyền đã có thể đánh chết Đằng Vũ Vân sao? Phó thuật của trương viễn quốc không chắc chắn có thể thắng được anh đâu người thanh niên hỏi ngược lại một quyền đánh chết đằng vũ vân khóe miệng anh thắng nhếch lên một cách trào phúng nói chuyện này chỉ là một mình cậu ta nói nói ra như vậy thì ai sẽ tin Phó thuật của đằng vũ vân ở giữa dân tộc mèo được xem như là đứng đầu nếu như cái này là thật vậy cái này chẳng phải có nghĩa là đường tuấn kia dựa vào thực lực của bản thân mà dẫm chúng ta ở dưới chân sao dân tộc mèo chúng ta mấy ngàn năm qua chưa từng có loại chuyện này. Tên họ đường nhà cậu ta thì có bản lĩnh gì chứ? Nhưng mà các trưởng lão Hoa Thanh không phải rất tin tưởng sao? Còn để đường Tuấn ở trong đại điện tổ địa, người thanh niên hỏi lại. Chật, đó cùng lắm chỉ là kế hoãn binh mà thôi, trước tiên cứ ổn định tâm tình của tên nhóc thối tha đó. Chờ thời cơ đến thì sẽ lấy nợ cố thủ mới ra tính toán một lượt. Cậu xem không phải đám trưởng lão Hoa Thanh đi ra nghênh đón đám người nhà họ Trương kia sao? Chương 683, muốn chết sao? Anh thắng, anh ấy đi ra rồi. Người trẻ tuổi nhìn về phía cửa chính của điện tổ, thấp giọng kinh hô. Nhìn cho kỹ đi, Trương Viễn Quốc trải qua bao nhiêu năm tu luyện khổ cực đến như vậy, võ thuật chỉ sợ là đã chạm đến được cảnh giới thần hải vô hạn, tên nhóc họ Đường kia mặc dù không đáng để Trương Viễn Quốc dùng hết toàn lực. Nhưng mà các cậu có thể ngộ ra chút gì từ võ thuật của Trương Viễn Quốc thì đều là có ích cho tương lai." Anh thắng dặn dò. "Vâng," người thanh niên và một vài đồng đội khác của cậu ta gật đầu đồng ý. Không chỉ có bọn họ, mà toàn bộ võ giả ở dân tộc mèo đều chú ý đến đây. Trong đó đa số mọi người đều là dùng thái độ vui sướng khi thấy người gặp họa, muốn xem vị Đường Tuấn khiến các trưởng lão dân tộc mèo phải cúi đầu thảm bại như thế nào. Đường Tuấn từ trong điện tổ đi ra, Nghe thấy những lời đồn đại này trong tai thì khẽ nhíu mày. Xem ra dân tộc mèo cũng không phải là một tấm tôn. Cha mẹ của Tiểu Nam mất tích, bản thân cô ấy lại chưa từng luyện tập võ đạo, cho dù tương lai có lên tiếp nhận dân tộc mèo thì sợ là khó có thể quản lý được đám người này. Hừ, các người không phải là nói tôi ngang ngược sao, vậy thì hôm nay tôi sẽ ngang ngược cho các người chấm xem một chút, khiến các người hoàn toàn tâm phục khẩu phục khiến cho tất cả các người chấm sau này không dám sinh ra bất cứ tâm tư gì nữa lúc đường tuấn đi ra khỏi cửa trong lòng đã có suy nghĩ anh đường nhìn thấy đường tuấn đi ra hoa tiểu nam đứng ở trong đám người nhà họ trương vui vẻ reo lên cô muốn chạy về phía đường tuấn nhưng mà lại bị trương nhuận phát nắm chặt lấy cổ tay không thể nào nhúc nhích được buông tiểu nam ra ánh mắt của đường tuấn ngưng tụ lại trầm giọng nói anh nói thả thì thả ra à anh cũng quá coi thường chúng tôi quá rồi tôi không buông đấy anh có thể làm gì được tôi trương nhuận phát hất cầm vô cùng đắc ý nhìn về phía đường tuấn thậm chí còn cố ý tăng thêm lực ở tay khiến cho hoa tiểu nam kêu lên một tiếng đau đớn muốn chết sao trong mắt của đường tuấn xuất hiện một tia sát ý sau khi nói xong đường tuấn đã lướt ra ngoài gần như là trong trước mắt đã đến trước mặt của trương nhuận phát vung tay đánh xuống người của trương nhuận phát cậu đừng có ngông cuồng Trương Viễn Quốc nhìn thấy Đường Tuấn một lời không hợp đã ra tay đánh người, không hề để ông ta vào mắt thì không khỏi khẽ quát một tiếng. Một quyền đánh vào ngực của Đường Tuấn, quyền phong gào thét, luồng khí thức cuồng bạo bộc phát mạnh mẽ, áp đảo bốn phía, rất đông con cháu nhà họ Trương gần như là không thể đứng vững được. Bụp! Đường Tuấn vươn tay trái ra, mạnh mẽ va chạm vào nắm đấm của Trương Viễn Quốc. Thân hình của anh khẽ lắc lư, một trường đánh vào trên người của Trương Nguyện Phát lại rơi xuống trên mặt của anh nhưng mà cho dù vậy thì một trưởng của đường Tuấn cũng vô cùng mạnh mẽ, cả người của Trương Nhuận Phát bị đánh bay ra ngoài, nửa mặt gần như là bị đánh cho vỡ vụt, phun ra một ngụm máu lớn. chương 684, Cảnh giới thần hải. Cậu không đủ tư cách, đường Tuấn buông hoa tiểu nam ra, thản nhiên nói. Trương Nhuận Phát nhất thời giống như con vịt bị người ta nắm chặt cổ, khuôn mặt tái mét nói không nên lời. Cậu chính là đường Tuấn sao, thật sự là rất ngang ngược, Trương Viễn Quốc đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lóe lên âm trầm nói, vậy mà có thể tiếp được một quyền của tôi, thật sự là có chút bản lĩnh. Đáng tiếc cậu không nên xuất hiện ở dân tộc mèo, cũng không nên vì nhà họ Hoa mà ra mặt, càng không nên ở trước mặt tôi mà đánh bị thương người. Đường Tuấn châm chọc nói, vậy ông cảm thấy tôi nên làm cái gì? Quỳ xuống quy phục nhà họ Trương chúng ta, hoặc là bị ta đánh chết. Trương Viễn Quốc lạnh lùng nói. Đường Tuấn cười nói, vậy thì tôi cũng cho ông một lựa chọn. Mang theo người nhà họ Trương các người, quỳ gối trước mặt tôi thì tôi sẽ tha thứ cho các người. Trương Viễn Quốc giận dữ bật cười, ngữ khí lạnh lẽo cứ như là gió băng thổi từ vùng cực đến, nói, đừng nghĩ rằng có thể đỡ được một quyền của tôi thì đã rất giỏi, vừa một ngay cả một nửa thực lực tôi cũng chưa có dùng đến. Phó thuật của tôi không phải là thứ mà cậu có thể tưởng tượng được, lúc tôi đang tung hoành ở dân tộc mèo thì cậu sợ là còn chưa được sinh ra nếu như cậu đã dám khiêu khích nhà họ Trương, vậy thì tôi đành phải lấy máu trả bằng máu. Sau khi nói xong Trương Viễn Quốc dậm chân một cái, một cỗ khí thế mạnh mẽ gấp mấy lần phát ra từ trên người của ông ta, không khí xung quanh gần như vì thế mà bị đóng băng. Người của nhà họ Trương ở đằng sau có thực lực thấp thì hai chân nhũn ra trực tiếp quỳ xuống, ánh mắt nhìn Trương Viễn Quốc cứ như là nhìn thấy thần linh. Hoa Thanh đứng ở bên cạnh Trương Viễn Quốc, bị cỗ khí thế này dọa cho cả thân hình nhoáng lên một cái, thanh âm run rẩy nói cảnh giới thần hải. Cảnh giới thần hải, ba chữ này cứ như là mang theo ma lực khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về Trương Viễn Quốc. Mặc dù ở trong dân tộc mèo đã sớm có lời đồn nói Trương Viễn Quốc chưa chết, thậm chí đã bước vào cảnh giới thần hải. Nhưng khi tin đồn này trở thành sự thật, bọn họ vẫn không thể kìm nén được sự kinh ngạc của mình. Dù sao thì đây cũng là một vị cao thủ của cảnh giới thần hải sống sơ sơ. Mấy trăm năm trước khi mà võ đạo đạt đến đỉnh điểm, khi đó ngẫu nhiên sẽ có cao thủ cảnh giới thần hải xuất hiện. Nhưng mà từ đó về sau, cao thủ cảnh giới cảnh giới thần hải gần như biến mất trong một đêm, cũng không nghe có cao thủ cảnh giới thần hải xuất hiện lần nữa. Cảnh giới thần hải, hơn 300 năm rồi, cuối cùng thì dân tộc mèo chúng ta cũng đã có cảnh giới thần hải tỏa chấn. Có ông lão dân tộc mèo rơi lệ nói. Ông trời quả nhiên không phụ dân tộc mèo chúng ta, còn có người cảm thán nói: cũng là vẻ mặt bi tráng. Vị cao thủ cảnh giới thần hải xuất hiện lần cuối cùng ở dân tộc mèo là cách đây 3 thế kỷ, võ đạo của dân tộc mèo cứ thế bị đứt gãy, dân tộc mèo to lớn cứ thể chỉ có thể co đầu lại, trải qua một cuộc sống không tranh giành với thế gian. Nhưng mà dân tộc mèo tràn đầy nhiệt huyết như vậy, làm sao có thể chịu được nỗi khuất nhục này đây? Bọn họ không khi nào ngóng trông cảnh giới thần hải lần nữa xuất hiện, dẫn dắt dân tộc mèo đi lên đỉnh cao một lần nữa. Ánh mắt của người mèo trong sân nhìn về phía Trương Viễn Quốc dần dần trở nên thay đổi, biến thành kính sợ và chờ mong. Chương 685, ông quá yếu. Đám người Trần Thiên Dương hoảng sợ không thôi, đối mặt với cảnh giới thần hải thật sự này, bọn họ có cảm thấy mình đã tính toán sai rồi. Vốn dĩ bọn họ còn muốn dựa vào bối cảnh và thế lực sau lưng để bảo vệ Đường Tuấn vào thời khắc quan trọng, nhưng mà bây giờ Trương Viễn Quốc đã nhảy lên cảnh giới thần hải, địa vị này là hoàn toàn bất đồng môn phái và gia tộc sau lưng bọn họ hoàn toàn không thể vì đường tuấn mà ra mặt làm kẻ địch với vị cao thủ cảnh giới thần hải này được. Trong mắt của bọn họ, đường tuấn có thể một quyền đánh chết đằng Vũ Vân phần lớn là dựa vào công kích bất ngờ và cảnh giới của đằng Vũ Vân bất ổn. Nhưng mà bây giờ khí thức của trường viễn quốc thâm trầm như đại dương mênh mông, giống như cự long ngủ đông, đứng ở nơi đó đã khiến cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô biên vô hạn, đường tuấn thật sự có thể sống sót sao bọn họ bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng cho đường tuấn có thể đánh bại được trương viễn quốc hay không mà là lo lắng anh có thể sống sót trong tay vị cao thủ cảnh giới thần hải này hay không bọn họ lặng lẽ nhìn về phía đường tuấn muốn nhìn thấy sắc mặt của anh trên mặt đường tuấn không biểu hiện ra bất kỳ khiếp sợ hay ngoài ý muốn nào vẫn là bộ dạng ung dung thư thái cứ như người đứng trước mặt anh không phải cao thủ cảnh giới thần hải mà là một người bình thường vậy vậy mà còn có thể chấn định được như thế Chẳng lẽ cậu ta còn có lá bài tẩy nào sao, nhưng mà có lá bài tẩy nào có thể chống lại được cảnh giới thần hải chứ? Ngay cả Phạm Nam Thiên cũng là bỏ chạy khỏi cảnh giới thần hải mà thôi. Đám người Trần Thiên Dương lắc đầu cảm thán. Cảnh giới thần hải sở dĩ được gọi là thần, chính là bởi vì nó vô cùng mạnh mẽ, đã thoát khỏi người trần. Có thể đánh bại được cảnh giới thần hải thì có thể là kẻ ở cùng một cảnh giới. Về phần đại tông sư đã đánh bại được cảnh giới thần hải mấy trăm năm qua cũng chỉ có một vị kim cương tự đại tông sư kia. Chẳng lẽ Đường Tuấn còn có thể có được thực lực của vị đại tông sư kia sao? Cái này là chuyện hoàn toàn không thể. Đây là thực lực thật sự của ông sao? Dưới ánh mắt và vô số lời trêu ghẹo đang nhắm vào mình, Đường Tuấn chậm rãi mở miệng nói. Trường Viễn Quốc chắp tay lại, thần thái từ trên cao nhìn Đường Tuấn, nói không sai. Một tháng trước tôi đã bước vào cảnh giới thần hải, vốn dĩ định củng cố cảnh giới trước, một tháng sau lại đến giao đấu với đằng Vũ Vân, không nghĩ là anh hùng một đời, vậy mà lại bị một tên nhóc miệng còn hôi sữa như cậu đánh chết. Vẫn là câu nói kia, hoặc là quỳ xuống quy phục hoặc là chết. Ông nội, ông mau giết tên khốn ấy đi, nhà họ trương chúng ta vừa hay dẫm lên cho cốt của anh ta thống nhất dân tộc mèo. Em mờ thanh của trương nhuận phát oán độc nói. Ha ha, đường tuấn nhìn người nhà họ trương một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười chào phúng, nói chỉ dựa vào loại thực lực này cũng muốn thống nhất dân tộc mèo, người nhà họ trương các người đang nằm mơ sao. Trương Viễn Quốc ngẩn ra, đột nhiên lạnh lùng nói, xem ra cậu còn không biết cảnh giới thần hải kinh khủng đến mức nào. Loại vô danh tiểu tốt như cậu, tôi chỉ cần một tay cũng đủ để đánh chết rồi. Nói nhảm nhiều quá, đường tuấn hét lớn một tiếng, nói ông quá yếu. Trương 686 cao thủ tông sư mà có thể mạnh mẽ đến như vậy sao? Anh đụng mạnh, giống như hung thú thời đại cổ xương nghiêng nghiêng đánh về phía trương viễn quốc bang bang một loạt các vụ nổ nổ ra trong không khí uy lực của một kích ngay cả không khí cũng bị đánh cho vỡ vụn được lắm tôi sẽ mượn thằng nhóc nhà cậu để thể hiện thực lực của cảnh giới thân hải trương viễn quốc không sợ chút nào cũng cùng hét nhẹ một tiếng hai tay bày ra tư thế vòng tròn như là đang ôm hư không muốn ngăn chặn một kích này của đường tuấn ông ta rất tự tin cho dù là cao thủ tông sư nào cũng không thể tấn công được vào trong vòng ba tấc của ông ta. Đáng tiếc, Đường Tuấn cũng không phải là tông sư bình thường. Anh là tông sư tu thành đạo thể, mấy trăm năm mới xuất hiện một vị, còn hiếm thấy hơn so với cảnh giới thần hải kia. Trong nháy mắt Đường Tuấn đã như đạn pháo đánh vào người Trương Viễn Quốc. Sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Trương Viễn Quốc giống như quả bóng ra bị người ta đánh bay ra ngoài. Đường Tuấn cũng không có ý định dừng tay lại, anh lại tiến tới, trong nháy mắt di chuyển tới trước mặt Trương Viễn Quốc. Hai tay siết chặt lại, dùng tay hóa chùy ném cả người Trương Viễn Quốc xuống. Dầm! Trương Viễn Quốc giống như cọc gỗ bị ta nền xuống mặt đất, mặt đất nứt ra, khói bụi trong nháy mắt bao phủ giữa sân. Thân hình của đường Tuấn lại tiến vào, xông vào trong khói bụi tiếng quyền quyền, bốp bốp, vang lên, mọi người chỉ nhìn thấy hai bóng người chiến đấu thành một đoàn. Trong đó một bóng người giống như khủng long thời cổ đại, nắm tay to như hoa lê không ngừng chút xuống như mưa trên người kẻ khác. Dầm dầm, trời ơi, anh Thắng canh giữ cổng chính điện tổ của dân tộc mèo nuốt nước miếng, cứ như là không dám tin mà rụi rụi mắt. Nhưng trước mắt vẫn là cảnh tượng khiến người run sợ này. Anh Thắng, chúng ta có phải đang nằm mơ không? Có người thì thầm nói. Không có ai trả lời. Tất cả mọi người đều đang nhìn vào hai bóng người trong khói bụi, giống như đây là trong giấc mơ vậy rõ ràng đã nhầm chắc là Đường Tuấn sẽ bị ngược đến chết, vì sao bây giờ ngược lại là biến thành Trương Viễn Quốc vị cao thủ cảnh giới thần hải này bị đánh đập chứ? Cao thủ tông sư mà có thể mạnh mẽ đến như vậy sao? Đám người huyền long tử cũng đang trợn mắt há hốc mồm, không ngờ kết cục lại đảo ngược thành như vậy. Mọi người nhà họ trương lại càng khiếp sợ đến mức nói không nên lời, trong lòng chỉ có một câu, mẹ nó đây thật sự là tông sư sao? Trương 687 kiếm khí giạt rào phóng lên trời cứ như là đang xác thực lời nói của Huyền Long tử, trong khói bụi truyền ra một giọng nói, đủ rồi. Tiếp theo một thân ảnh bắn ra ngoài, đây rõ ràng là thân ảnh mà Đường Tuấn vừa rồi còn đang đánh Trương Viễn Quốc. Một thân ảnh từ trong khói bụi chậm rãi bước trên không trung mà đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Trương Viễn Quốc đã không còn bộ dáng thoải mái nhàn nhã như trước. Mái tóc của ông ta tán loạn, trên người tràn đầy dấu ấn quyền cước, quần áo bị xé rách, khóe miệng thậm chí còn lộ ra từng vết máu. Sắc mặt của ông ta càng xanh mét đến cực điểm, âm trầm cứ như tùy lúc có thể nhỏ ra máu. Đường Đường là một cao thủ cảnh giới thần hải, vậy mà lại bị một vị tông sư cảnh giới chân khí đánh tới tấp, thật sự là một sỉ nhục lớn. Nếu truyền ra bên ngoài thì uy danh một đời của Trương Viễn Quốc của ông ta sợ sẽ bị cuốn trôi mất. Cậu rất khá, Trương Viễn Quốc chân đạp hư không, từ trên cao nhìn xuống Đường Tuấn gần từng chữ nói, cậu đã hoàn toàn chọc giận tôi rồi. Tôi muốn ném cậu vào vạn trùng động bị một ngàn con trùng chui vào người mà chết. Trường Viễn Quốc muốn thật sự ra tay rồi. Trong ánh mắt của Hoa Thanh còn sót lại sự kinh hãi, vừa rồi Đường Tuấn ra tay quả thật đã dọa cho ông ta một trận. Thậm chí ông ta còn nghĩ rằng Đường Tuấn có thể thắng được. Nhưng mà bây giờ Trương Viễn Quốc đã ngự không đi lên, thi triển ra động tác của cảnh giới thần hải, rõ ràng đã dùng đến thực lực thật sự, muốn một dẫm là có thể đạp chết Đường Tuấn. Thằng nhóc họ đường này thật sự là rất mạnh, nhưng mà đáng tiếc cậu ta không nên trêu chọc Trương Viễn Quốc. Hoa Thanh âm thầm than một tiếng, có chút tiếc nuối, nhưng mà lại càng thêm phần thoải mái như chút được gánh nặng. Ông còn có chiêu trò gì nữa? Đường Tuấn hứng thú nhìn chằm chằm vào Trương Viễn Quốc hỏi. Bởi vì cảm thấy hứng thú với công phu của cảnh giới thần hải, cho nên Đường Tuấn mới không vận dụng hết toàn bộ sức mạnh. Nếu như không phải dựa vào đạo thể mạnh mẽ, Trương Viễn Quốc đã sớm đã bị anh đánh chết. Năm đó vị cao thủ kim cương tử kia thực lực ở cảnh giới chân khí trung kỳ, dựa vào đạo thể hậu thiên đã có thể đánh bại được cảnh giới thần hải. Bây giờ thực lực của đường tuấn so với vị kia chỉ cao mà không thấp. Đánh bại trương viễn quốc mới tiến vào cảnh giới thần hải một tháng thì cũng chỉ là chuyện một quyền mà thôi. Nếu một quyền không đủ, vậy thì hai quyền. Hừ, công phu của cảnh giới thần hải làm sao cậu có thể hiểu được. Trương Viễn Quốc châm chọc nói. Hai tay của ông ta tạo thành một chiêu, Nguyên khí xung quanh đột nhiên bị ông ta rút ra, tạo thành một khu vực chân không nguyên khí. Võ giả đẳng cấp thấp hơn cảnh giới thần hải ở trong khu vực này căn bản không thể cảm nhận được nguyên khí gì, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nguyên khí khổng lồ bị Trương Viễn Quốc tụ tập lại đây, dần dần ngưng tụ lại thành một thanh kiếm nguyên khí dài gần bằng 5 mét Trương Viễn Quốc đưa tay cầm lấy thanh kiếm nguyên khí, sắc mặt của ông ta trở nên trắng bệch hơn rất nhiều. Với tu vi của ông ta, ngưng tụ ra một thanh kiếm nguyên khí này đã là cực hạn rồi. Thậm chí bởi vậy mà còn bị thương đến chân nguyên. chương 688, chỉ huyền kiếm. Khi tôi còn trẻ ỉ vào kiếm khí mà hành tẩu giang hồ, dựa vào một thanh trường kiếm đã tung hoành gần như là vô địch ở dân tộc mèo. Cho dù so sánh với các thiên kiêu của các đại thế gia võ đạo thì cũng không hề thua kém. Trên mặt của Trương Viễn Quốc xuất hiện một tia hồi tưởng, lộ ra một nụ cười kiêu ngạo. Ông ta đưa tay bắn ra, Âm thanh của thanh kiếm lại xuất hiện, tiếp tục nói, đến nay cũng đã 30 năm tôi không dùng kiếm, không phải bỏ kiếm mà là không có đối thủ đáng giá để tôi xuất kiếm. Hôm nay tôi bước vào cảnh giới thần hải, cậu khiến tôi lần nữa xuất kiếm đã là vinh dự cho một đời. Kiếm khí lại tăng lên, trên không trung phát ra âm thanh ma sát dữ dội. Ở dưới kiếm của tôi cũng chỉ có vong hồn, không có người sống. Trương Tuyệt Minh chỉ đếm trên đầu ngón tay rồi bắn. Trong không khí cứ như là có mấy ngàn thanh kiếm đang rung động bất an, thanh âm như là kiếm trận hàng lâm. Kiếm khí tăng vọt, quanh người của Trương Viễn Quốc xuất hiện một biển kiếm khí, mà ông ta chính là trung tâm của biển kiếm đó. "Chỉ huyền kiếm." Hoa Thanh kinh ngạc nói. Trương Huy kiêu ngạo cười, nói, "Đúng vậy, chiêu này thật sự là kỹ thuật thành danh của cha tôi, 30 năm trước cha của tôi đã từng dựa vào huyền kiếm thuật này đối đầu với Thần Hải. Tên nhóc họ Đường kia chết chắc rồi." 30 năm trước đã có năng lực địch thần hải, 30 năm sau một kiếm này có thể trở nên đáng sợ đến như thế nào. Chỉ sợ trời đất sẽ đổi chủ, cho dù là cao thủ cùng cảnh giới thần hải cũng sẽ lựa chọn tránh khỏi biển kiếm này. 30 năm đúc ra một thanh kiếm, thanh kiếm này có thể giết chết thần hải. Ánh mắt của Trương Viễn quốc lạnh nhạt, ngữ khí càng kiêu ngạo đến cực điểm. Chân nguyên trong cơ thể của ông ta chỉ còn lại một tia, thân hình lung lay sắp đổ. Nhưng giữa hai hàng lông mày lại là sự tự tin và sát khí đậm đặc. Nhóc con, cậu quá ngông cuồng, nếu như cậu chọn chạy trốn trước khi kiếm khí của tôi thành hình thì có lẽ đã có một con đường sống. Bây giờ thì có là cảnh giới thần hải cũng không có cách nào để cứu được cậu. Đường Tuấn nhíu mày, lộ ra vẻ ngưng trọng khi nhìn về thanh kiếm nguyên khí đang ngưng tụ thành thực thể kia. "Ai?" Đường Tuấn thở dài. Bây giờ có hối hận cũng đã vô dụng. Nói xong, cổ tay của Trương Viễn Quốc khẽ động, thanh kiếm nguyên khí kia liền từ trên cao phóng xuống, mục tiêu là nhắm vào đường Tuấn. Bóng hình của đường Tuấn ở dưới thanh kiếm nguyên khí dài gần 3 mét này nhỏ bé tựa như đồ sâu bọ vậy. Đám người huyền long tử không ngừng rút lui, không ngừng chạy xa khỏi đường Tuấn. Uy lực của chiêu chỉ huyền kiếm này đã đạt tới cảnh giới thần hải, chỉ cần cảm ứng khí tức phía trên thôi đã khiến cho trái tim ông ta run rẩy không thôi. Trong ánh mắt trêu tức, khẩn trương và khinh thường, đường Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng cười, nói dựa vào thanh kiếm này đã muốn giết tôi vậy thì còn chưa đủ trương viễn quốc ông chỉ đến vậy là cùng nói xong đường tuấn nhún hai chân một cái thân hình như tên lửa mà bay lên mục tiêu rõ ràng là thanh chỉ huyền kiếm kia cậu ta điên à hoa thanh hoàn toàn không thể giải thích được chẳng lẽ cậu ta còn ngại không chết sớm vậy mà lại muốn dùng thân thể của mình đối đầu với kiếm nguyên khí cho dù có là cao thủ thần hải thì cũng không có cái gan đó hư chỉ tiếc là để cho anh ta chết một cách thoải mái như vậy. Trương Nhuận phát cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về hoa tiểu nam ở đối diện, đáy mắt nóng rực không chút che giấu. Trương 689, cứ như vậy mà chết. Khi mọi người đều có tâm tư riêng, Đường Tuấn chỉ còn cách thanh kiếm nguyên khí không đến một mét. Anh mạnh mẽ đánh ra một quyền, một đạo văn toàn màu trắng quấn quanh cánh tay của anh, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Một quyền phá vỡ mọi chướng ngại âm thanh. Trường Viễn Quốc nhìn thấy một quyền này thì sắc mặt thay đổi, quyền phá em mở trướng, khó trách có thể giết được đằng Vũ Vân. Một quyền này chắc chắn là một chiêu liều mạng của cậu đi. Đáng tiếc trừ khi cậu tu thành đạo thể hậu thiên trong truyền thuyết, nếu không thì cũng không chịu nổi một kiếm này của tôi. Leng keng leng keng. Ngay lập tức, nắm đấm của đường Tuấn đã nện lên thanh kiếm nguyên khí. Sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, thanh kiếm nguyên khí kia vỡ vụn từng chút từng chút một, lần nữa biến thành nguyên khí trời đất thanh kiếm nguyên khí và chuôi kiếm gần 8 mét, ở khoảng cách này đường Tuấn thi triển phá em mờ chướng gần như còn không tới vài cái chớp mắt. Trong nhân vương kinh nói, một cái búng tay của chúng ta mất 60 khoảnh khắc và chỉ trong một khoảnh khắc có 900 sinh mệnh sinh ra và mất đi. Gần như ngay lập tức, một quyền của đường Tuấn đã đánh nát thanh kiếm nguyên khí. Quyền thế vẫn giữ lại 8 phần uy lực, một quyền đập vào ngực của Trương Viễn Quốc, đánh nát trái tim của ông ta, rồi từ đó xuyên thẳng ra phía sau lưng. Đường Tuấn chân đạp hư không, cánh tay xuyên qua ngực của Trương Viễn Quốc, xuyên qua ông ta như là một xiên kẹo hồ lô. Máu tươi nhỏ giọt từ không trung như mưa. Trên mặt Trương Viễn Quốc còn lưu lại một nụ cười đắc ý, nhưng trong mắt lại là ánh mắt khiếp sợ đến cực điểm, đôi môi mấp máy, "Hậu Thiên Đạo Thể." Thanh âm cực nhỏ, chỉ có hai người có thể nghe được. "Đúng vậy, thật không may ông biết quá muộn." Đường Tuấn nhếch miệng cười, ngữ khí trầm lắng trong mắt của Trương Viễn Quốc lộ ra vẻ không cam lòng, trong lòng tràn ngập hối hận vô cùng. Sớm biết Đường Tuấn có lá bài tẩy này thì ông ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Đáng tiếc là đã muộn rồi, ánh mắt của ông ta sáng lên vài cái, sau đó sụp đổ nhắm lại. Sức sống hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, Đường Tuấn phá chỉ huyền kiếm, giết thần hải, chia sẻ sự sống và cái chết. Bộp bộp, em mờ thanh Đường Tuấn xuất quyền lúc này mới vang lên trong sân toàn hiện trường nhất thời một yên lặng tĩnh mịch tất cả mọi người đều nhìn đường tuấn đang nhiễm máu người trên không trung như là gặp quỷ thần cứ như vậy mà chết hoa thanh nhìn bóng người ở trên không trung lẩm bẩm như thất thần dưới đáy lòng sinh ra một nỗi sợ vô cùng đăng vũ vân đã chết trương viễn quốc cũng đã chết hơn nữa còn chết trong tay cùng một người dân tộc mèo này còn có ai có thể là đối thủ của người trẻ tuổi này chương 690, vừa rồi anh nói muốn thay ông ta báo thù. Tông sư giết thần hải. Nếu như truyền ra ngoài thì ai có thể tin được, có ai dám tin cái này chứ? Cậu ta còn chưa tới 30 tuổi, sắc mặt của huyền long tử bỗng nhiên đột nhiên thay đổi, thất thanh nói. Đám người mục phương, Trần Thiên Dương kinh hãi thất sắc, chưa tới 30 tuổi đã có thể vượt cấp giết chết thần hải, nhân vật này bước vào cảnh giới thần hải là chuyện ván đã đóng thành thuyền. Hơn nữa đường Tuấn còn trẻ như vậy, nếu như cảnh giới tông sư không trở nên xa sút vậy thì sống đến hơn 100 tuổi cũng xem như bình thường. Thế chẳng phải là nói đường Tuấn khi còn sống có thể nói là khám phá đỉnh cao của võ đạo, dõi theo cực hạn của võ đạo. Loại nhân vật này cho dù là đại phái võ thuật nào cũng không dám bỏ qua. Người đàn ông này thật kinh khủng, Triệu Tuấn phong phát ra mấy chữ ngắn gọn, sau đó cúi đầu thật sâu. Đối mặt với đường Tuấn luôn sẽ có một loại cảm giác vô lực, gần như là không thể ngăn lại dân lên trong lòng của ông ta, khiến cho vị tông sư đứng thứ năm này dường như không sinh ra được bất cứ tâm tư đối nghịch gì cả. Đây mới là tông sư bất khả chiến bại, vị trí tông sư số 1 của Phạm Nam Thiên sắp phải đổi chỗ rồi. Trần Thiên Dương cảm thán một câu, lần này không ai phản bác nữa. Phạm Nam Thiên dựa vào danh tiếng chạy thoát thân khỏi tay của cảnh giới thần hải cho nên mới đứng vững danh hiệu tông sư số 1, đường tuấn một quyền giết thần hải, luận về mức độ khó khăn quả thực là đã tăng lên rất nhiều, không phải tông sư bất khả chiến bại thì là gì. Đường Tuấn, anh dám giết ông nội tôi, nhà họ trương chúng ta muốn anh phải đền mạng, ngay khi mọi người lục tục cúi đầu xuống, sợ bị đường Tuấn chú ý tới thì trương nhuận phát lại nhảy ra, tức giận bừng bừng chỉ vào đường Tuấn mắng to. Nhuận phát, cầm miệng lại, trương huy vội vàng giữ chặt trương nhuận phát, đáy mắt của ông ta đều là bi thương và oán hận, nhưng dù sao ông ta cũng đã quản lý nhà họ Trương gần 10 năm, biết kiềm chế cực sâu, không biểu lộ chút gì ra bên ngoài. Không ngờ tới đứa con trai này lại dám nhảy ra chửi bới đường Tuấn vào lúc này, đây không phải là muốn chết sao. Cha, tại sao không cho con nói? Anh ta giết ông nội, đây chính là kẻ thù không chết không được của nhà họ Trương chúng ta. Chúng ta cùng nhau lên, giết chết anh ta thay ông nội báo thù. Trương nhuận phát lớn tiếng gào thét, có cảm giác điên loạn mày muốn hại chết nhà họ Trương sao? Trương Huy tát một cái vào mặt Trương Nhuận Phát, trầm giọng nói. Trương Nhuận Phát đột nhiên hoàn hồn, nhưng mà đã muộn rồi. Hửm, Đường Tuấn cúi đầu, nhìn xuống Trương Nhuận Phát và Trương Huy ở phía dưới. Trong tay cầm lấy thi thể của Trương Viễn Quốc vẫn chưa hết lạnh, từng bước đạp không đi xuống. Vung tay một cái, Trương Viễn Quốc đã bị Đường Tuấn hất văng ra ngoài, đột nhiên đập xuống mặt đất. Vừa rồi anh nói muốn thay ông ta báo thù. Đường Tuấn thản nhiên nói. Trương Huy vội vàng chắp tay, nói, nhà họ Trương không dám. Đường Tuấn trêu chọc nhìn Trương Huy, mồ hôi lạnh của Trương Huy nhất thời thi nhau rất xuống. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 691, thôi bỏ đi. Trong mắt của Trương Nhuận Phát còn có khiếp sợ và không cam lòng, cuối cùng thì từ từ ngã xuống đất, sinh mạng biến mất. Anh ta đến cũng không ngờ được Đường Tuấn thật sự dám giết anh ta. Tận mắt nhìn thấy cha cùng với con trai lần lượt bị giết trước mặt mình, lửa giận trong mắt Trương Huy gần như là muốn hóa thành thực thể để xông ra ngoài, nhưng lại bị ông ta mạnh mẽ đè xuống. Cũng không phải ông ta yếu đuối, mà là Đường Tuấn quá mạnh. Truyền thừa dòng chính nhà họ Trương ông ta ở dân tộc mèo đã ngàn năm, tuyệt đối không thể đoạn tuyệt trên tay ông ta, con trai chết còn có thể sinh thêm. Nếu như Đường Tuấn tàn nhẫn diệt cả nhà họ Trương, vậy thì ông ta sẽ thật sự trở thành tội nhân của cả nhà họ Trương hơn nữa ông ta cũng không tin đứng trước mặt một vị cường giả có thể giết chết thần hải trưởng lão của nhà họ trương phía sau ông ta sẽ đứng ở bên ông ta ngài đường đủ rồi chứ trương huy cắn chặt răng hỏi ra những lời này chưa đủ đường tuấn lắc đầu mười phần dứt khoát anh vừa rồi chỉ vận dụng lực lượng thân thể chân khí hao tổn rất ít nếu như nhà họ trương không cho anh một câu trả lời thỏa đáng vậy thì anh cũng không ngại thay hoa tiểu nam ra tay tàn sát nhà họ trương mượn cơ hội này ra oai mọi người ở dân tộc mèo. Thành công của một vị tướng có được bằng cách hy sinh hàng ngàn mạng sống, những lời này đặt ở bất kỳ triều đại nào cũng đều là chân lý đẫm máu. Ánh mắt Trương Huy run rẩy, thấp giọng nói vài câu bên tai Đường Tuấn, sau đó chờ mong nhìn anh. Vẫn chưa đủ, sắc mặt của Đường Tuấn khẽ biến, lại lắc đầu. Trương Huy lộ vẻ tức giận, ông ta đã đem bí mật lớn nhất của dân tộc mèo nói cho Đường Tuấn, không nghĩ tới đối phương còn không chịu buông tha gia đình họ Trương. Chẳng lẽ gia đình họ Trương của ông ta hôm nay thật sự khó tránh khỏi một kiếp? Tiểu Nam còn nhỏ, tiếp nhận quản lý dân tộc mèo chỉ sợ có tâm mà không có lực. Nếu như nhà họ Trương các ông tận tâm phụ tá, thề vĩnh viễn không phản bội, vậy thì tôi sẽ không truy cứu tội lỗi ngày hôm nay của nhà họ Trương." Đường Tuấn chậm rãi nói. Trương Huy sừng sốt, điều kiện này quả thực là chặt đứt suy nghĩ leo lên của nhà họ Trương. Ông ta quay đầu nhìn người nhà họ Trương ở phía sau chỉ thấy bọn họ lộ ra ánh mắt căng thẳng và sợ hãi, ánh mắt hờ mong nhìn về phía ông ta. Trước sự sống và cái chết, quyền lực trở bên không đáng để nhắc tới. "Thôi bỏ đi." Trương Huy nhắm mắt lại, đột nhiên mở mắt ra cung kính nói, "Được. Nhà họ Trương chúng ta đồng ý phụ tá cô chủ Hoa, vĩnh viễn không phản bội." Mỗi một chữ, trái tim của ông ta gần như là nhỏ máu. "Được." Đường Tuấn nói. Nói xong, Đường Tuấn không nhìn Trương Huy và người nhà họ Trương nữa xoay người rời đi. Lúc này Trương Huy mới nặng nề thở ra một hơi, chỉ cảm thấy sức lực cả người gần như là đều bị rút đi, còn gian nan hơn so với trải qua một trận đại chiến. Ông ta nhìn bóng lưng của Đường Tuấn, trong lòng thầm hận, cuối cùng nhà họ Hoa kia có cái vận may cướp chó gì vậy chứ, vậy mà có thể đi giao du với kẻ mạnh như Đường Tuấn. Đường Tuấn đi tới trước mặt Hoa Tiểu Nam, sờ sờ đầu cô ấy, lộ ra nụ cười ôn hòa, nói: "Từ nay về sau em chính là người làm chủ dân tộc mèo. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Tiểu Nam ửng đỏ, nhào mạnh vào lòng của Đường Tuấn, ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi xuống như hạt châu, thấm ướt quần áo của Đường Tuấn. Chỉ vài phút trước cô thật sự cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại Đường Tuấn nữa. Còn về chuyện Đường Tuấn nói cái gì mà người làm chủ dân tộc mèo, cô hoàn toàn không quan tâm, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh Đường nhà mình, giúp đỡ sinh hoạt của anh, nhìn anh luyện võ đánh quyền chương 692, ông có biết vị trí được vẽ trên bản đồ là nơi nào không? Hoa Tiểu Nam ở trước mặt đường Tuấn là một cô nàng đáng yêu hay khóc, nhưng khi thật sự vào việc thì không hề như vậy. Vốn trưởng lão nhà họ Hoa, người của nhà họ Đằng và nhà họ Hoa còn định dở trò trong tối ngoài sáng một phen, nhưng chờ đến khi Hoa Tiểu Nam sấm rền gió cuốn tuyên bố mệnh lệnh tiếp theo, hạn chế quyền lợi của bọn họ thì không có người nào dám xem thường cô gái ở trước mặt mọi người nhào vào trong lòng đường Tuấn khóc đến lê hoa đái vũ nữa. Mà khi Hoa Tiểu Nam vội vàng xử lý đủ loại sự vụ lớn nhỏ của dân tộc người mèo, trong tay Đường Tuấn đã cầm một quyển trục cuốn ra cửa cổ sửa, Trương Huy cung kính đứng ở trước mặt anh. Ngài Đường, đây là mật tàng địa đồ của dân tộc người mèo tôi. Trương Huy cúi đầu nói, ngày đó điều ông ta nói bên tai Đường Tuấn chính là sẽ giao ra mật tàng địa đồ của dân tộc người mèo, để xin Đường Tuấn cho nhà họ Trương một con đường sống. Tấm mật tàng địa đồ của dân tộc người mèo này là do cha ông ta là Trương Viễn Quốc lúc còn trẻ vô tình lấy được, trong đó ghi lại mấy ngàn năm tích lũy và bí mật của dân tộc người mèo. Nhà họ Trương vốn tính đợi đến khi thống nhất dân tộc người mèo xong sau đó mới đi tìm tòi thực hư, nhưng không ngờ cuối cùng lại trở thành bùa giữ mạng cho nhà họ Trương. Đường Tuấn quét mắt nhìn địa đồ, ngẩng đầu hỏi, ông có biết vị trí được vẽ trên bản đồ là nơi nào không? Biết à, ngay ở tổ địa phía sau núi cổ. Trương Huy nói đúng sự thật. Đưa tôi đi, đường Tuấn khép quyển ra cửu lại. Vâng, Trương Huy đáp lời. Quay người đi ra ngoài, trong mắt ông ta thoáng qua vẻ không cam lòng. Chẳng lẽ mấy ngàn năm tích lũy của dân tộc người mèo đành phải đưa hết cho một tên ngoại tộc sao? Núi cổ là một trong những vùng đất cấm của dân tộc người mèo, vạn trùng động khiến cho dân tộc mèo nghe thấy đã sợ mất mặt chính là ở trên núi cổ này ấu thể của cổ trùng mà dân tộc mèo đời đời bồi dưỡng dường như cũng là lấy được trên trên núi cổ này bởi vậy mới có cái tên là núi cổ bình thường đừng nói là người ngoài kể cả là dân tộc mèo nếu muốn đi vào núi cổ cũng đều phải trải qua rất nhiều trình tự nhưng khi hai học trò người mèo trông coi núi cổ nhìn thấy người tới là đường tuấn thì không dám ngăn cản chút nào mấy ngày nay tên tuổi và phong thái sát phạt quyết đoán của đường tuấn cũng đã được truyền khắp trong dân tộc người mèo còn ai dám trêu chọc người thanh niên đã đánh chết thần hải chứ? Hơn nữa sau lưng Đường Tuấn còn có vô chủ đương nhiệm của dân tộc người mèo là Hoa Tiểu Nam, Đường Tuấn muốn đi chỗ nào chẳng lẽ Hoa Tiểu Nam còn có thể không đồng ý sao? Tiến vào núi cổ, trung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, đến cả một tiếng côn trùng kêu hay tiếng chim hót cũng không có, bầu không khí lộ ra vài phần quỷ dị. Đường Tuấn thả ra ngoài tinh thần lực màu bạc, chúng tựa như thủy ngân chảy ra bao phủ toàn bộ phạm vi quanh người gần trăm mét. Kết quả mặc dù rất có tác dụng trong việc cải tạo nhục thân, rèn luyện thể phách. Nhưng khi đường tuấn sử dụng thì gặp phải sự dày vò sinh tử nên tinh thần đã nhận được sự rèn luyện to lớn. Mặc dù xét về lượng thì không tăng lên nhưng lại trở nên càng ngưng thực hơn. Thậm chí đường tuấn còn có cảm giác dù cơ thể mình sụp đổ thì tinh thần cũng có thể không cần thân thể mà tiếp tục sống một khoảng thời gian rất dài. Dưới sự bao phủ cường đại của tinh thần lực, bất kỳ động tĩnh nào ở quanh thân trăm mét cũng đều hiện lên trong đầu đường tuấn, tạo thành một hình ảnh kỳ diệu tinh tế. Cho dù bây giờ đường Tuấn nhắm mắt lại cũng có thể tin tưởng thấy lông tơ trên chân của một con rết ở ngoài trăm thước. Cổ trùng so với trùng bình thường càng có linh tính hơn, dường như chúng cảm ứng được tinh thần lực cường đại của đường Tuấn nên bất kể là nhện độc sặc sỡ bảy sắc, rắn độc bích như Ngọc Trúc hay là con rết bách túc đều cố gắng giảm bớt tiếng thở, nằm trên đất hoặc trên nhánh cây trong rừng run lẩy bẩy, biểu thị sự kính sợ đối với cường giả. Chương 693, Thành cũng bởi thể, bại cũng bởi thể. Trương Huy lặng lẽ thu hồi cổ hương lại, nhưng trong lòng thì thấy rất nghi hoặc. Thực lực của Trương Huy mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ mạnh hơn Trần Thiên Dương một chút mà thôi, nếu như so với Huyền Long Tử còn không bằng, sao có thể biết tinh thần lực kinh khủng của Đường Tuấn? Thậm chí chỉ cần Đường Tuấn muốn thì chỉ dựa vào tinh thần lực cấp nhập thần cũng có thể giết chết một cao thủ tông sư bình thường. Đường Tuấn không buồn để ý đến suy nghĩ hay hành động của Trương Huy, hơn phân nửa tâm thần anh đang đắm chìm trong việc chân nguyên không ngừng được vận chuyển trong cơ thể. Sau khi tu thành đạo thể, thân thể của anh không còn chút vết bẩn nào, toàn thân trong vắt như lưu ly. Mà tinh thần lực cũng đã sớm nhập thần, dưới tình huống dùng hết toàn lực thì cao thủ cảnh giới thần hải cũng không phải là đối thủ của anh. Theo lý mà nói thì Đường Tuấn đã sớm có thể mở ra thiên địa thể nội, tấn thăng thần hải. Nhưng anh vẫn không có hành động gì mở đường cho thể nội thiên địa, bước vào thần hải cũng chỉ có mấy cách. Một cách là giống với đạo trưởng huyền Long Tử, lĩnh ngộ mộ một loại nguyên khí ý cảnh nào đó, khiến cho bản thân và nguyên khí thiên địa kết hợp hoàn mỹ, từ đó không phân khác biệt, mà bất kể là Đằng Vũ Vân hay là Trương Viễn Quốc và Trung Khê San, đều chọn biện pháp là dùng nguyên khí của bản thân đột phá gông cùng xiềng xích trên cơ thể. Trừ hai loại này ra, cách khác cũng đều là mấy thứ bàng môn tả đạo, dù có đột phá thần hải cũng đã định sẵn không thể nào đi xa được trên con đường võ đạo. Tinh thần lực của mình đã nhập thần, kết hợp với thiên địa nguyên khí không hề yếu hơn huyền phong tử. Chẳng lẽ giống trong biển tịch của dân tộc người mèo ghi lại là do thân thể của mình quá cường đại nên ngược lại đã biến thành lồng giam vây chặt chính mình. Trong mắt đường Tuấn hiện ra vẻ trầm tư, nhớ tới mấy ngày trước đã ở trong biển tịch của dân tộc người mèo thấy một vài thứ. Thành cũng bởi thể, bại cũng bởi thể. Trước kia Hàn Nhật Long của Tây Nam Kim Cương Tự vào lúc xiết một vị cảnh giới thần hải. Danh chấn giới võ đạo đã từng cảm thán trước mặt người khác như thế. Hàn Nhật Long chính là vị tông sư đã tu thành Hậu Thiên Đạo thể mấy trăm năm trước ở Tây Nam Kim Cương Tự. Lấy tên là Nhật Long, thân có sức mạnh của Nhật Long, có thể thấy được sự tự tin vô cùng của người này với cơ thể vĩ lực của bản thân. Lúc đó khi mọi người nghe câu nói này của Hàn Nhật Long xong chỉ cảm thấy mờ mịt như lạc vào trong sương mù. Cho đến mấy năm sau, các thiên kiêu thuộc các môn phái thế gia trước đây bị ông ta đạp dưới chân dồn dập tấn thăng thần hải mà Hàn Nhật Long vẫn như cũ rậm chân ở cảnh giới chân khí, lúc này mọi người cuối cùng cũng đoán được một ít sự việc. Hóa ra Hàn Nhật Long bị hậu thiên đạo thể của chính mình giam lại, không thể tấn thăng thần hải. Cuối cùng, Hàn Nhật Long rời khỏi ánh mắt của giới võ đạo trong sự thổn thức và cả mỉa mai, chỉ để lại một đoạn truyền thuyết. Thân thể này giam cầm được Hàn Nhật Long, nhưng không thể giam cầm được tôi tôi nhất định sẽ tấn thăng thần hải. Sau khi cảm thán ngắn ngủi, trong lòng đường Tuấn kiên quyết nói. Hiện tại anh có năng lực địch thần hải, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngang hàng với cao thủ cảnh giới thần hải bình thường. Giống cường giả cỡ như Trung Khê San cũng dậm chân mười mấy năm ở cảnh giới thần hải, cho dù dựa vào đạo thể như bây giờ của anh dốc hết sức thi triển thủ đoạn phá âm chướng, chỉ e cũng không đánh được đối phương. Đây là điều khiến đường Tuấn không thể nào chịu được, kẻ địch của anh không phải là đằng Vũ Vân, không phải trương viễn quốc, càng không phải là dân tộc người mèo mà là dòng chính của vu độc đã truyền thừa mấy ngàn năm giống với y học cổ truyền. Trong đó thậm chí có cao thủ cảnh giới thần hải thiên phú siêu tuyệt như ban cơ. chương 694, cái này, là pháp tướng tinh thần sao? Trương Huy ở phía trước dẫn đường bỗng nhiên dừng lại, do dự không tiến lên phía trước nữa, ông ta khẽ cao mày, dáng vẻ cực kỳ phân vân khó hiểu. Làm sao vậy? Đường Tuấn thu lại dòng suy nghĩ, hỏi. Trương Huy chỉ vào con đường bị rừng cây cổ thụ xanh um tươi tốt bao trùm ở đằng trước, nói theo như chỉ dẫn trên bản đồ thị vị trí bí tàng là ở đây. Nhưng mà nơi hoàn toàn không có bất kỳ công trình nào cả mà rỗng tuếch. Nếu đi tiếp về phía trước chính là vạn trùng động rồi. Trương Huy cười khổ một tiếng, nếu không phải có vạn trùng động làm vật tham chiếu, Trương Huy cũng không thể nào nhanh như thế đã tìm được chỗ này. Nhưng hiện giờ xem ra ông ta vẫn đi nhầm đường. Đường Tuấn nhìn theo chỉ dẫn của Trương Huy. Quả nhiên, ở con đường bên cạnh có một tấm bia đá dựng đứng, bên trên viết ba chữ: Vạn trùng động. Theo thể chữ vạn vẹo. Ba chữ này có hình dạng giống như con rết và rắn đen vạn vẹo. Chỉ nhìn một cái cũng làm người ta thấy lạnh bốt từ đáy lòng, cả người đều nổi ra gà. Ô, Đường Tuấn bỗng nhiên phát ra tiếng lông mày nhếch lên, nhỏ giọng nói: Hóa ra là như vậy. Cái gì cơ? Trên mặt Trương Huy toàn là vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Ông ta hoàn toàn không rõ Đường Tuấn cứ lẩm bẩm lầu bầu cái gì ngón tay của đường tuấn nhẹ nhàng chạm một chút vào giữa hai đầu lông mày tinh thần lực hóa thành sợi tơ vô hình bắn ra nhẹ nhàng rơi lên trên tấm bia đá tiếp đó một màn khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra chỉ thấy ba chữ vạn trùng động trên bia đá bắt đầu vặn vẹo dường như một con rắn hung mãnh đang vặn vẹo trong ánh mắt chấn động của trương huy ba chữ vạn trùng động dần dần biến thành bốn chữ cổ bí tàng chi địa thể loại của chữ làm lộ ra một hương vị tang thương cổ xưa vừa nhìn đã biết là xuất thân từ một nhà thư pháp tài giỏi. Mà theo sự xuất hiện của bốn chữ, bí tàng chi địa, mặt đất bỗng nhiên phát ra một tràng tiếng ầm ầm ầm, sau đó vỡ ra, một con đường tối tăm sâu hun hút xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây, đây là, Trương Huy há miệng to đến mức dường như có thể cho vào cả quả trứng gà, trong đầu ầm 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 rung động. Núi cổ này tôi đã đến không dưới 10 lần, lại chưa từng thấy bất kỳ dấu vết gì về sự tồn tại của bí tàng chi địa, hóa ra là bị người ta dùng loại thủ đoạn thần kỳ này giấu dưới đất sự chấn động trong lòng trương huy quả thực có thể so với một cơn sóng dữ nhưng người của dân tộc người mèo bao nhiêu năm như vậy cũng không phát hiện ra bí mật của nơi này đường tuấn lần đầu tiên đến đây mà sao có thể đơn giản như vậy đã phát hiện ra được nghĩ như vậy trương huy không kiềm được nhìn về phía đường tuấn lúc này tinh thần lực cấp nhập thần của đường tuấn phóng ra ngoài hai mắt lập lòe ánh bạc trương huy vừa nhìn thẳng vào tầm mắt của đường tuấn trong đầu đã ngay lập tức hiện ra một cảnh tượng đáng sợ. Đường Tuấn đang đứng ở trước mặt ông ta đột nhiên biến thành một người khổng lồ cao mấy trăm trượng, tướng mạo uy nghiêm không thể xem thường. Mà bản thân mình lại trở nên nhỏ bé như con kiến, dường như người khổng lồ chỉ cần thổi một hơi cũng có thể thổi bay mình. Cái này, là pháp tướng tinh thần sao? Trong đầu Trương Huy không kiềm được hiện ra một từ này. chương 695, đó là, hai bộ hài cốt sao? Đường Tuấn hoàn toàn thu hồi tinh thần lực lại, ảo giác trong đầu Trương Huy biến mất ngay lập tức. Đầu ông ta cúi xuống càng thấp hơn, vẻ cung kính trên mặt không còn có chút ra vẻ nào nữa, hóa ra tên này không chỉ có thân thể cường hãn mà đến tinh thần lực cũng đã ngưng ra pháp tướng rồi. May mắn là vừa rồi mình không lộ địch ý ra, nếu không vừa nãy bị cậu ta lướt nhìn một cái thì tinh thần của mình sẽ bị thương nặng. Đường Tuấn sâu xa nhìn thoáng qua Trương Huy, làm cho chán của tên này không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Đi thôi, đường Tuấn bỗng nhiên cười nói một câu, sau đó một chân đã bước vào thông đạo sâu thẳm trước mắt. Trương Huy tức khắc như được đại xá, ngay lập tức đi theo sau đường Tuấn. Truyền thừa của dân tộc người mèo quả nhiên không phải là nhỏ, đến cả một cái bí tàng chi địa cũng dùng thủ đoạn thần kỳ thế này để che giấu. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải tinh thần lực của anh đã nhập thần, chỉ sợ cũng không phát hiện ra sự kỳ lạ bên ngoài tấm bia đá kia dân tộc người mèo đã gần 300 năm không xuất hiện cao thủ cảnh giới thần hải nào, tất nhiên không thể phát hiện ra bí mật của tấm bia đá. Thông đạo sâu thẳm không thấy tận cùng, không có bất kỳ ánh sáng nào. May mắn là Đường Tuấn và Trương Huy đều là cao thủ tông sư, nhìn đường trong đêm tối chỉ là chuyện rất đơn giản đối với bọn họ. Vốn hai người còn lo lắng bí tàng chi địa này là vùng đất cấm quan trọng bậc nhất của dân tộc người mèo, không biết liệu có cơ quan giết chóc gì đó hay không nên cả đường luôn đề phòng, nhưng trên đường lại không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, khiến cho trong lòng hai người đều thấy rất khó hiểu. Sau khi đi được tầm 10 phút, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Đường Tuấn lập tức tăng nhanh tốc độ, Trương Huy cũng theo sát phía sau, hô hấp cũng trở nên nặng nề, tim đập cũng nhanh hơn vài phần. Ông ta là người mèo, sắp có thể nhìn thấy bí tàng trong truyền thuyết sao có thể không kích động chứ. Nửa phút sau, hai người rốt cuộc đi tới tận cùng của thông đạo hai người lúc này đứng ở trên một chỗ bằng phẳng ngẩng đầu nhìn thì thấy bốn phía vách tường hình vòng tròn lõm vào phía trong ở phía trên vách tường còn có một đám ô vuông nhỏ được đào ra vuông vức có một vài ô vuông đựng mấy hộp gỗ đã cực kỳ cũ nát hộp gỗ mở ra bên trong đã kết mạng nhện dày đặc nhìn lên trên đỉnh đầu ở trên đỉnh được khảm một khối đá chiếu sáng cực lớn ánh sáng đúng là từ nơi đó tỏa ra tại sao lại như vậy dân tộc người mèo tôi truyền thừa đã mấy ngàn năm tích lũy được vô số bảo vật, bí tàng sao lại rỗng tuyết được. Trương Huy nhìn một đống những ngăn chứa trống rỗng, thất thanh nói. Bí tàng ở trước mắt hiển nhiên đã trải qua một phen cướp bóc, tất cả bảo vật đều bị người ta cướp đi mất. Nhưng mà bí tàng của dân tộc người mèo ở một nơi bí ẩn như vậy thì ai có thể vào được chứ? Nếu như không có bản đồ do Trương Huy đưa cho, Đường Tuấn cũng không cho rằng bản thân mình có thể tìm được. Chẳng lẽ là một thế hệ vô chủ trông coi nào đó đã tự trộm? Đó là, hai bộ hài cốt sao? Đường Tuấn vừa suy nghĩ rất nhanh, ánh mắt vừa nhìn khắp chung quanh, đột nhiên ánh mắt ngừng lại khi nhìn thấy ở nơi cách bọn họ không xa có hai bộ hài cốt trắng ẩn đang nằm dựa vào vách tường. Thân hình vừa chuyển động, đường Tuấn đã xuất hiện ở trước hai bộ hài cốt. Lúc này anh mới thấy rõ bộ dạng của hai bộ hài cốt. Audio điện tử võ tấn bền chương 696 là một võ giả thuộc cảnh giới thần hải. Một trường đánh vỡ thức hải thanh âm của đường Tuấn có chút run rẩy. Một trường đánh vỡ thức hải mà xương cốt không hề bị vỡ, điều này ít nhất cũng phải là cao thủ cảnh giới thần hải mới có thể làm được. Đây là hoa anh và vợ của ông ta. Lúc này, Trương Huy từ trên mặt đất nhặt lên một vật, chăm chú nhìn một lát sau đó thất thanh hô lên. Hoa anh đó là cha của hoa tiểu nam, là vu trưởng trước đây của dân tộc người mèo. Sắc mặt đường Tuấn đột ngột thay đổi, anh nhìn về phía đồ vật trong tay Trương Huy đó là một khối thẻ bài gỗ màu đen phủ kín cho bụi, cho bụi sau khi được Trương Huy lau sạch thì lộ ra nguyên trạng bên trong. Trên thẻ bài được khắc bốn chữ, "Vô chủ Hoa Anh. Ông chắc chắn hai người này chính là Hoa Anh và vợ của ông ta sao? Đường Tuấn cầm tấm lệnh bài gỗ đen lên, dò hỏi. Bởi vì liên quan đến cha mẹ của Hoa Tiểu Nam nên anh không thể không thận trọng được. Đây là vô chủ lệnh của dân tộc người mèo, chỉ có vô chủ của mỗi đời mới có tư cách nắm giữ, thấy lệnh bài như thấy vô chủ. Trương Huy gật đầu, chỉ vào quần áo rách nát mà hai bộ hài cốt mặc, trầm giọng nói, hai bộ quần áo này mặc dù đã rách nát lắm rồi, nhưng vẫn có thể nhận ra là trang phục được làm riêng cho vô chủ. Sắc mặt Trương Huy thay đổi, nhẹ giọng nói, hai người Hoa Anh đã mất tích gần 10 năm, không thể ngờ họ lại chết ở trong mật tàng, thảo nào những năm nay chúng tôi tìm toàn bộ dân tộc người mèo cũng không tìm ra bóng dáng của hai người họ. Chỉ là, nơi bí tàng này cực kỳ bí mật, hơn nữa năm đó Hoa Anh cách cảnh giới thần hải cũng vẻn vẹn chỉ tầm một bước, trên người cũng có rất nhiều bí thuật của dân tộc người mèo, so với đằng Vũ Vân chắc chắn còn mạnh hơn, sao lại bị kẻ nào giết chết ở đây chứ? Đường Tuấn thở dài, nói, là một võ giả thuộc cảnh giới thần hải. Anh lại quét mắt nhìn bốn phía một vòng, chung quanh không hề có chút dấu vết chiến đấu nào, thêm nữa nhìn vào vết thương trên xương sọ của vợ chồng Hoa Anh, cũng chỉ có cao thủ thuộc cảnh giới thần hải mới có thể làm được, hơn nữa còn dưới tình huống thần không biết quỷ không hay rời khỏi dân tộc người mèo. Cảnh giới thần hải, trên mặt Trương Huy lộ ra vẻ chấn kinh. Đường Tuấn không nói thêm gì nữa, ánh mắt lướt qua từng ngăn chứa trống rỗng bên trên, trong lòng không khỏi thấy vài phần bi thương. Gần ngàn năm tích lũy của dân tộc người mèo thế mà bị kẻ nào đó cướp sạch không còn lại chút nào. Nếu dân tộc người mèo có cao thủ cảnh giới thần hải tỏa chấn, ai dám làm ra loại chuyện này để chọc giận toàn bộ dân tộc người mèo chứ? suy cho cùng cũng là do thực lực không đủ. Trong lòng đường Tuấn than thầm một tiếng, anh vừa định thu tầm mắt lại thì bỗng nhiên nhướng mày. Nhìn về phía khối ngọc chiếu sáng bên trên đỉnh động, tinh thần lực của đường Tuấn theo đó tỏa ra ngoài trong nháy mắt đã bao trùm khắp cả khối ngọc chiếu sáng. Vô số chữ cái nhỏ như mũi hiện lên ở trong đầu của anh, còn kèm theo từng bức bức họa. Đây là phương pháp tu luyện và và bí thuật dưỡng cổ đã thất truyền của dân tộc người mèo. Trong lòng đường Tuấn thấy kinh ngạc. Những chữ cái này hợp lại rõ ràng là từng trang từng trang sách phương pháp tu luyện võ đạo và bí thuật dưỡng cổ của dân tộc người mèo. Chương 697 trước hết hãy chôn hai bộ hài cốt này đã. Cuối cùng là ai dám ra tay với dân tộc người mèo của tôi chứ? Trương Huy nắm đấm siết chặt, trên mặt là vẻ phẫn nộ tột cùng. Ông ta cũng là người của dân tộc người mèo, mật tàng của dân tộc người mèo bị kẻ nào đó dùng phương pháp này cướp sạch khiến ông ta cũng cảm thấy vô cùng khuất nhục trong lòng đường tuấn thầm than một tiếng thu hồi lại tinh thần lực nói trước hết hãy chôn hai bộ hài cốt này đã giọng điệu của anh lạnh lùng nói còn nữa chuyện này tôi không hy vọng nghe được từ miệng của người thứ ba hai vợ chồng hoa anh mất tích đã nhiều năm trong tiềm thức hoa tiểu nam sớm đã cho rằng cha mẹ mình đã chết đường tuấn thực sự không đành lòng khiến cho cô lại phải trải qua loại đau khổ này một lần nữa người của trương huy run lên vội vàng đồng ý Trương Huy chôn hai vợ chồng Hoa Anh ở một khu đất trống trên núi cổ và không lập mộ. Từ nơi này nhìn về nơi xa, vừa vặn đối diện với đại điện của tổ địa, có thể hoàn toàn thu hết tổ địa của dân tộc người mèo vào trong tầm mắt. Chờ đến khi chôn thi hài của hai vợ chồng Hoa Anh xong, Đường Tuấn mới đưa Hoa Tiểu Nam và bà Độc đến đó. Hai người nhìn tình cảnh mật tàng đã bị cướp sạch không còn lại một chút gì đều thấy cực kỳ đau buồn, đồng thời còn thấy bất đắc dĩ sâu đậm dân tộc người mèo từ sau khi đằng Vũ Vân và Trương Viễn Quốc lần lượt chết đi thì trên phương diện võ đạo không còn cao thủ đỉnh cấp nữa. Nếu người mèo không thể trở nên mạnh lên, e rằng qua thêm nửa thế kỷ nữa, bất kể một tên vớ vẩn vô danh nào cũng dám cưỡi lên đầu dân tộc người mèo. Dân tộc người mèo đã truyền thừa hàng ngàn năm, trong xương cốt người mèo cũng rất kiêu ngạo vì điều này, tuyệt đối không cho phép tai họa này xảy ra thêm một lần nào nữa. Ngài Đường, liệu cậu có thể ở lại không? mong cậu hãy dạy võ đạo cho tiểu nam. Một đoàn người mang theo tâm trạng nặng nề rời khỏi núi cổ trở lại đại điện của tổ địa. Bà độc hơi hơi khom lưng với đường Tuấn, nói ra mong muốn của mình. Võ đạo của đường Tuấn gần như thông thần, nếu có anh tỏa trấn dân tộc người mèo thì tương đương với việc bộ tộc sẽ có thêm một vị cao thủ thuộc cảnh giới thần hải. Hơn nữa hoa tiểu nam có tình cảm với đường Tuấn, bà độc cũng đã thấy hết điều này, nếu đường Tuấn cưới hoa tiểu nam thì không phải là người ngoài nữa dân tộc người mèo cũng không phải là không có tiền lệ kết hôn với người ngoài. Trên mặt hoa tiểu nam cũng lộ vẻ chờ mong, đôi mắt đẹp ánh lên những tia sáng lấp lánh. Đường Tuấn suy nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu, nói tôi còn có việc khác cần làm, qua mấy ngày nữa sẽ rời khỏi dân tộc người mèo. Hơn nữa võ đạo của tôi cũng không thích hợp để tiểu nam tu luyện. Ánh mắt bà độc ảm đạm, đến cả hoa tiểu nam cũng cúi đầu xuống, răng cắn chặt môi dưới tuy nhiên tôi đã lấy được một vài thứ từ trong mật tàng, có lẽ có thể trợ giúp cho hoàn cảnh khó khăn bây giờ của tiểu nam và dân tộc người mèo. Đường Tuấn nói tiếp. Sau khi nói xong, Đường Tuấn lấy ra giấy bút từ bên cạnh, đôi tay chuyển động rất nhanh, anh viết toàn bộ những phương pháp tu luyện và bí thuật dưỡng cổ trên khối ngọc thạch chiếu sáng trong đầu ra. chương 698 cứ như vậy, nửa tháng trôi qua rất nhanh. Anh đưa những trang giấy kia giao cho bà Độc, nói, những phương pháp tu luyện này và bí thuật đủ để cho tiểu nam tu luyện tới cảnh giới thần hải. Bà độc tay run run vuốt ve những con chữ trên trang giấy, đôi mắt già nua vẩn đục từ lâu đã hiện đầy hơi nước. Vào thời điểm võ đạo của dân tộc người mèo cường thịnh nhất đã có chừng năm, sáu vị cao thủ đạt đến cảnh giới thần hải tỏa chấn. Dân tộc người mèo có thể hưng thịnh như vậy chính là nhờ dựa vào những phương pháp tu luyện và bí thuật này. Mà 300 năm trước sau khi võ đạo tàn lụi, cùng với sự qua đời của vị cao thủ cảnh giới thần hải cuối cùng, võ đạo của dân tộc người mèo từ đó không ngượng dậy nổi. Nhưng bây giờ bà độc lại thấy được hy vọng, Hoa Tiểu Nam là con gái của vô chủ nên thiên phú của cô đương nhiên cũng sẽ không kém, có những phương pháp tu luyện và bí thuật này thì sau một thời gian là dân tộc người mèo sẽ có thể sinh ra một vị cao thủ cảnh giới thần hải. Đến lúc đó lại truyền những bí thuật này xuống thì sự hưng thịnh của dân tộc người mèo là thứ ở trong tầm tay. Cảm ơn cậu. Bà độc cúi đầu cảm ơn Đường Tuấn thật sâu. Hành động này của Đường Tuấn đã giúp đỡ cho dân tộc người mèo rất nhiều, có thể nói toàn bộ dân tộc người mèo đều nợ Đường Tuấn một ơn huệ lớn như trời biển. Dù sao những bí tịch và bí thuật này mới là căn bản để người mèo trở nên hùng mạnh hơn, hơn nữa Đường Tuấn dù có không lấy ra chia sẻ thì cũng không có người nào biết. Tôi sẽ ở lại dân tộc người mèo thêm một khoảng thời gian nữa, vừa hay có thể chỉ dạy cho Tiểu Nam về võ đạo. Đường Tuấn nhận lời cảm ơn của bà Độc, lên tiếng nếu định chỉ dạy về võ đạo cho Hoa Tiểu Nam, hiển nhiên Đường Tuấn sẽ dốc hết toàn lực. Với thực lực và nhãn quang của anh hôm nay thì đến cao thủ cảnh giới thần hải cũng không thể sánh nổi, chỉ dạy cho Hoa Tiểu Nam ngược lại rất nhẹ nhàng. Hơn nữa thiên phú của Hoa Tiểu Nam quả thật không tệ, chỉ trong thời gian 8 ngày đã luyện được nội kinh, điều này khiến Đường Tuấn cảm thấy hơi kinh ngạc. Mà Hoa Tiểu Nam dường như cũng rất vui vẻ, cũng càng thêm chờ mong vào tương lai, Cô chỉ có cách trở nên càng mạnh hơn nữa thì mới có thể không trở thành vướng bận của Đường Tuấn. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua rất nhanh. Hôm nay mấy người Huyền Long tử tới tìm Đường Tuấn, nêu ra chuyện phải rời khỏi dân tộc người mèo. Sau khi Trương Viễn Quốc chết, mấy người Huyền Long tử liền rời khỏi tổ địa của dân tộc người mèo, kết đội đi tìm thập vạn đại sơn của dân tộc người mèo. Bây giờ đã hơn nửa tháng trôi qua, khi Đường Tuấn gặp lại Huyền Long tử, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc khí tức của huyền long tử càng thêm linh hoạt kỳ ảo, trong mắt tinh quang lấp lóe, ấn đường hơi hơi rung động, tinh thần lực dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi thân thể, thăng cấp nhập thần. Trên người ông ta mặc cổ phác đạo bào màu xanh, nếu là người bình thường nhìn thấy e rằng thật sự sẽ nghĩ ông ta cao nhân đắc đạo. Chúc mừng đạo trưởng huyền long tử bỏ qua khúc mắc võ đạo tiến thêm một bước. E rằng không lâu sau phái cổ hồng lĩnh sẽ tăng thêm một vị có cảnh giới thần hải. Đường Tuấn chắp tay, Quyền Long từ trước đây khi gia nhập dân tộc người mèo đã nói bản thân có khúc mắc chưa được loại bỏ, võ đạo không thể tiến thêm. Hiện giờ xem ra khúc mắc hẳn là đã được loại bỏ. Quyền Long tử thở dài, nói, nếu so sánh với đường Tuấn huynh đệ thì chút thành tựu này của tôi thực sự không tính là gì cả. chương 699, cậu ấy đã đi rồi. Mấy người Trần Thiên Dương cũng khẽ lắc đầu, ở trước mặt loại thiên tài như đường Tuấn này, tuổi tác hay võ đạo của bọn họ đều không thể so sánh được. Nếu không phải vì dân tộc người mèo tin tức không lưu thông, thông tin không được truyền ra ngoài thì bây giờ toàn bộ giới võ đạo đã sớm bị chấn động bởi Đường Tuấn. Đường Tuấn huynh đệ, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi dân tộc người mèo. Không bao lâu sau sẽ là cuộc hội họp lớn 3 năm mở một lần của võ đạo giới, chúng ta phải trở về sớm để chuẩn bị. Huyền Long Tử chậm chậm nói. Cuộc hội họp lớn của võ đạo giới sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Quyền Long từ giải thích kể từ mấy trăm năm trước khi võ đạo giới tàn lụi võ giả cảnh giới thần hải ẩn thế không ra ngoài võ đạo giới cách mấy năm sẽ tổ chức một lần cuộc hội họp lớn xem như là cơ hội để đám võ giả trao đổi với nhau mà một vài dược liệu quý giá và bảo vật cũng sẽ xuất hiện ở đại hội xem như là để giao dịch lần này cuộc hội họp lớn của võ đạo vừa hay được tổ chức ở Hà Nam do nhà họ Từ là thế gia võ đạo ở Hà Nam tổ chức thì ra là như vậy Đường Tuấn khẽ gật đầu. Thời gian anh tiếp xúc với giới võ đạo rất ngắn, tất nhiên không biết những điều này. Tham gia đại hội võ đạo có hạn chế nào không?" Đường Tuấn hỏi. "Nếu có thời gian, anh cũng rất muốn đi mở mang kiến thức một chút, xem những võ giả khác và cái gọi là thế gia võ đạo là thế nào. Nói không chừng có thể có cơ hội tìm ra phương pháp đột phá lồng giam thân thể." Huyền Long từ lắc đầu, nói, "Hạn chế thì không có, chỉ cần là võ giả là có thể tham gia." Nếu như Đường huynh đệ muốn tham gia thì đến lúc đó có thể đi cùng với cổ hồng lĩnh chúng ta. Đường Tuấn tất nhiên biết suy nghĩ lôi kéo mình của Huyền Long tử, cũng gật đầu đồng ý. Sau khi tạm biệt Đường Tuấn, mấy người Huyền Long tử liền kết bạn rời khỏi dân tộc người mèo. Hai ngày sau, Đường Tuấn thấy việc tu hành võ đạo của Hoa tiểu nam đã đi vào quỹ đạo, sau khi nói rõ với cô một vài công việc cần phải chú ý xong cũng rời khỏi dân tộc người mèo. Đường Tuấn từ chối ý định đi tiến của Hoa Tiểu Nam, một thân một mình tự đi về. Hoa Tiểu Nam đứng trên đỉnh lầu của tổ địa đại điện, nhìn theo hình bóng đường Tuấn dần dần biến mất bên trong núi non bao la, nắm đấm của cô lặng yên siết chặt lại. Bà Độc ở một bên thở dài, nói cậu ấy đã đi rồi. Hoa Tiểu Nam cắn môi gật đầu, cố kìm lại không để nước mắt rơi xuống. Vừa rồi nhà họ tự ở Hà Nam cho người đưa tới thiếp mời tham gia đại hội võ đạo 3 tháng sau, dân tộc người mèo chúng ta lần trước đã vắng mặt. Lần này con muốn tham gia không? Bà độc lấy ra một tờ thiệp mời thiếp vàng, hỏi. Hoa tiểu nam trầm ngâm trong chốc lát, nói, đương nhiên con muốn tham gia. Cô ngẩng đầu đứng thẳng, gió lớn thổi bộ quần áo màu đỏ của cô bay phất phới. Giờ khắc này cô đã là vô chủ và nữ vương tôn quý bậc nhất của dân tộc người mèo. Trường 700 không cho phép người trong tộc tu hành. Thế nhưng con mới tu luyện võ đạo không bao lâu, áp lực thế này có phải quá lớn hay không? Bà độc do dự nói. Hoa tiểu nam bỗng nhiên nói, bà, con nhớ rằng trong bí thuật của dân tộc người mèo có một phương pháp lợi dụng cổ trùng để tu luyện nhanh hơn. Bà độc dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt thay đổi, nói, là vạn cổ luyện khí. Chẳng lẽ con muốn đi vào vạn trùng động, dân tộc người mèo chúng ta đã mấy trăm năm nay không có người nào dùng loại bí thuật này cả. Chỉ cần một chút sai lầm thôi thì con cũng sẽ bị cổ trùng trong vạn trùng động cắn nuốt, trong tức khắc đến nỗi xương cốt cũng không còn đâu. Thứ vạn cổ luyện khí này là một bí thuật của dân tộc người mèo có thể khiến võ giả tăng tu vi võ đạo chỉ trong thời gian ngắn, người dùng thuật này trước hết lấy máu tươi của bản thân để dưỡng cổ, thành lập liên hệ huyết mạch tương liên với cổ trùng, sau đó lợi dụng cổ trùng thì có thể hấp thu nguyên khí trời đất trở lại vào người dùng thuật này. Cổ trùng càng nhiều thì tu vi của người thi thuật tăng lên càng nhanh mà nơi có nhiều cổ trùng nhất của dân tộc người mèo chính là ở Vạn Trùng Động. Nói nghe thì rất đơn giản, nhưng trong quá trình đó bất kể lúc nào cũng có thể ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Chỉ nói đến trong quá trình thiết lập quan hệ huyết mạch với cổ trùng thì bất kể lúc nào cũng có thể bị cổ trùng phản phệ, chúng sẽ đảo khách thành chủ, ăn hết sạch cơ thể và nội kình chân khí của người thi thuật. Từng có một vị vương chủ của dân tộc người mèo chọn tu luyện phương pháp này, thuật khống chế cổ của người này đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Lúc ban đầu ông ta dựa vào bí thuật này nên chỉ trong 3 tháng đã từ cảnh giới chân khí sơ kỳ bước vào chân khí cảnh đỉnh phong. Vốn cho rằng ông ta có thể ngay lập tức đột phá nhập thần hải, có ai mà ngờ được cổ trùng đột nhiên phản phệ, cắn nuốt vị vu chủ kia đến nỗi chỉ còn lại một bộ xương cốt trắng hếu. Từ đó về sau không còn bất kỳ người nào thử loại bí thuật này nữa. Các vị vu chủ của dân tộc người mèo lại càng thấy phương pháp này là cấm thuật, không cho phép người trong tộc tu hành. Người của Hoa Tiểu Nam run lên, nhưng ánh mắt cô lại vô cùng kiên định, nói con là vô chủ của dân tộc người mèo, nếu ngay cả cổ trùng cũng không thể điều khiển nổi thì chết cũng đáng đời. Hơn nữa anh Đường đã giao cho con rất nhiều bí pháp, trong đó cũng có biện pháp để hoàn thiện vạn cổ luyện khí. Bà Độc còn muốn khuyên nữa, Hoa Tiểu Nam đã nói thẳng, bà, con đã quyết định rồi. Sau 3 tháng nữa con muốn đại diện cho dân tộc người mèo tham gia đại hội võ đạo, đến lúc đó con sẽ không trở thành trở thành gánh nặng của anh ấy nữa. Bà độc thở dài, không nói thêm gì nữa. Con gái của dân tộc người mèo chính là như vậy, một khi rơi vào lưới tình thì không thể nào kiềm chế bản thân lại, thậm chí biết rõ bản thân mình như thiêu thân lao đầu vào lửa thì cũng không hề tiếc nuối. Lúc này ở Đông Nam Á, một tòa chùa miếu cổ xưa. Đồ Thành lúc trước đã từng giao thủ với Đường Tuấn giờ đang đứng trên một bãi đất trống bên ngoài chùa miếu đấm đá lên một gốc đại thụ, ông ta không hề vận dụng chân khí mà chỉ thuần túy dựa vào cơ thể một gốc cây lớn phải hai người bị ông ta đấm đá đến nỗi rung lắc không ngừng, phát ra tiếng vang rác rắc trầm thấp, dường như lúc nào cũng có thể bị nứt ra. Tinh khí thần của ông ta so hơn hai tháng trước khi tỉ thí với đường Tuấn còn cường đại hơn rất nhiều, mỗi quyền cước dường như đều có thể đánh nổ không khí. Nhưng mà suy nghĩ của ông ta cũng không ở đây, mà là nằm ở phía trong ngôi chùa miếu. Thầy của ông ta, cổ thái quyền đại sư cổ sáng danh chấn giới võ đạo Thái Lan đã bế quan hơn một tháng. Đương Tuấn chờ thầy của tôi bế quan xong, bước vào thần hải. Tất nhiên tôi sẽ lại đánh thêm một trận nữa với cậu. Cổ sáng đấm mạnh vào thân đại thụ, trên tảng cây lưu lại một quyền ấn lõm sâu. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 700.